chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 241, Chu Phủ Tiệt Rượu, Tần Phu Nhân, ta biết ngươi trong xe ngựa, ngươi như thế dung túng hạ nhân vũ nhục tại ta là ý gì? Chẳng lẽ ngươi quên, phụ thân ta là như thế nào liều mình cứu ngươi, đây chính là ân cứu mạng. Ta thế nhưng là ngươi ân nhân nữ nhi, ngươi không nói đem ta đối đãi như thượng khách cũng coi như, lại còn phân phó hạ nhân vũ nhục ẩu đã tại ta, ngươi liền không sợ người khác biết đâm ngươi cuộc sống sao, ngươi liền không sợ đến từ kỹ gia lửa giận sao, ngươi, từ phụ bỗng nhiên rèm xe vén lên nhi, đủ, tranh thủ thời gian câm miệng ngươi lại, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì đừng cho là ta không biết cha ngươi chịu là vết thương nhẹ, ngươi mỗi ngày dây dưa tại ta, không phải liền là muốn hủy ta thanh danh sao? Ta nói cho ngươi, ngươi tìm nhầm người, nếu không phải xem ở kỹ phu nhân trên mặt mũi, ta đã sớm đem ngươi cùng cha ngươi loạn côn đánh chết. Ngươi không phải không biết chúng ta là từ phía bắc chạy nạn tới a? Ta cái này trên tay không biết dính bao nhiêu cái nhân mạng, cho nên ta cảnh cáo ngươi cẩn thận một chút, đừng chọc gấp ta, từ phù thật là bị tức hung ác. Nghĩ tới ngày đó tràn cảnh. Nàng liền có một chút sinh khí, không chỉ là bởi vì cái kia buồn nôn nam nhân ôm nàng, mấu chốt nhất là kia 500 lượng bạc. Sam sam sảnh coi như cho chó ăn, Đào thị bị như thế nổi giận từ phù dọa đến sững sờ, nàng tự cho là kế hoạch chu toàn, sẽ không bị phát hiện, không nghĩ tới hai ngày này từ phù trốn tránh nàng, chính là phát hiện nàng kế hoạch có điều, không có quan hệ, nàng liền không tin, có người có thể trốn qua cha nàng lòng bàn tay, nàng nắm thật chặt mình thụ thương tay trong mắt chứa hận ý mà nhìn xem từ phù được hai ta chờ xem sau đó vung tay liền đi bởi vì bị đào thị chậm trễ trong chốc lát chờ bọn hắn đến chu phủ cổng cổng cũng chỉ còn lại có chu khang bình một cái chủ nhà chu khang bình nhìn xem từ phù cùng tầng tiêm ngưng từ dưới mã xa tới tiến lên hai bước cung cung kính kính cho từ phù hành lễ sau đó cười như không cười nhìn về phía tầng tiêm ngưng nhỏ mẫu dạ xoa ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ ngươi đây là tiền kiếm nhiều phiêu Ngươi là không biết cha ta, mẹ ta tại cửa ra vào chờ các ngươi bao lâu, kém chút nghĩ đến đám các ngươi nếu không đến rồi, mau cùng ta đi vào đi, tiệc rượu đều muốn bắt đầu, tần tim ngưng cùng từ phù cũng không có nghĩ đến sẽ chậm trễ lâu như vậy, nàng có chút ngượng ngùng cười cười, trên đường gặp một cái yêu chó cắn người, đuổi theo chúng ta sổ loạn, thật sự là phiền, đều muốn phiền chết rồi, chúng ta thế nhưng là thật vất vả đưa nàng hất ra, mới chạy tới, vừa dứt lời, đào thị cũng ngồi xe ngựa chạy tới vừa vặn nghe thấy tần tim ngưng câu nói này, mặt nháy mắt liền đen lại, tần tim ngưng liền biết, chỉ cần mình nói chuyện ai nói xấu, người kia liền sẽ lập tức xuất hiện, nhưng nàng không chút nào hoảng, chu Khang Bình có chút không hiểu nhìn về phía tần tim ngưng, cái gì sổ loạn chó nha, còn dám đuổi theo các ngươi cắn, không biết ngươi là có tiếng mẫu dạ xoa sao, ngươi cũng vậy, trang cái gì lương thiện, trực tiếp một đao chặt được, vừa vặn còn có thể cho ta mang đến, ta cho nó hầm, cho các ngươi thêm đạo đồ ăn. Tần Tim Ngưng nhún vai, chỉ vào đằng sau tới đào thị, "Nha. Chính là cái này sổ loạn chó, ngươi không lương thiện. Ngươi lợi hại nhất, vậy ngươi đem nàng một đao chặt đi, vừa vặn cho chúng ta thêm đạo đồ ăn, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thịt người đâu." Chu Khang Bình nhìn thoáng qua tầng Tim Ngưng sau lưng theo tới đào thị, mở ra âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, hình thức, "Ơ. Ờ, đây không phải tự cho mình siêu phàm, tự mình đa tình kỹ thiếu phu nhân sao?" ta nghe nói ngươi cái kia tham sống sợ chết cha cũng tới, còn cứu người, thế nào rồi? Cha ngươi là chọn trúng người ta rồi, cha ngươi trong nhà mấy chục hào thiếp thất, đều dựa vào lấy ngươi tại nhà chồng trộn bạc trở về nuôi, hắn thế mà còn muốn nạp thiếp, cũng thật sự là đủ không muốn mặt, lại nói ngươi cho kỹ đại ca rót cái gì thuốc mê, làm cho hắn đều mắt mù tâm mù, người nghèo liền người nghèo giác ngộ, đừng tổng tiêu nghĩ đến thứ không thuộc về ngươi, ngươi không tự xưng là quan lại nhân gia, ta cái này tiểu môn tiểu hộ có thế chứ không hạ ngươi tôn này đại Phật, còn xin ngươi mau mau rời đi thôi. Nói xong không đợi đào thì có bất kỳ phản ứng, hắn liền đem tầng tim ngưng cùng từ phù kéo vào, cũng mặc kệ đằng sau còn có hay không khác khách tới, phân phó lấy một bên hạ nhân, đem chu phủ đại môn chăm chú đóng chặt, còn căng dặn, người nhà họ đào cùng chó không được đi vào, tức giận đến đào thì ở bên ngoài dương nanh múa vuốt bên ngoài còn tụ tập rất xem thêm náo nhiệt người, đối đào thì chỉ rõ nàng chỉ có thể che mặt khóc trống đi về nhà chu phủ không hổ là lâm châu phủ thứ nhất nhà giàu nhất mặc dù bọn hắn là cùng đi đến lâm châu phủ nhưng chu gia trước đó ngay tại lâm châu phủ có gia nghiệp chỉ có điều trải qua hai năm này kinh doanh càng làm càng lớn phòng này bên trong thật sự là đình đài lầu cát cầu nhỏ nước chảy cái gì cần có đều có mà lại địa phương rất lớn liền cái này đều đã có bọn hắn nửa cái phượng hoàng thôn lớn trên đường đi chỉ có thể nghe thấy Chu Khang Bình liếu lo không ngừng thanh âm, qua đường tỳ nữ gã sai vặt, đều mười phần có quy củ mà cúi đầu đi đường, không phát ra âm thanh cũng không bốn phía nhìn loạn, làm cho Tần Tim Ngưng cùng Từ Phù cũng không biết chưa phát giác đoan chính dáng vẻ, rất nhanh các nàng chạy tới bên trong trận, Chu Khang Bình nhìn xem đột nhiên nghiêm chỉnh lại Tần Tim Ngưng có chút không thích ứng, hắn nhìn xem Tần Tim Ngưng mang theo anh lạc, luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như chính là mình lần trước đưa nàng cái kia Chu Khang Bình vừa định muốn cùng Tần Tiêm Ngưng xác nhận một chút, liền bị đột nhiên xuất hiện Tuần Cũng Như, thường linh linh một trái một phải cho ôm cánh tay, Tuần Cũng Như dáng dấp thuộc về y như là chim non nép vào người lại có chút kiêu căng kia treo, nàng tựa ở Chu Khang Bình đầu vai, đường ca, ngươi đi làm cái gì rồi? Cũng như tìm ngươi đã lâu, ngươi sao có thể bỏ lại ta mình rời khỏi đâu, ngươi như còn như vậy, cũng như cần phải sinh khí, Chu Khang Bình vội vàng trấn an, ta vừa đi đón người bằng hữu, các ngươi liền tự mình chơi thôi. Tuần cũng như nũng nịu đồng dạng, lắc lắc Chu Khang Bình cánh tay, không mà. Không mà. Ta liền phải cùng đường ca cùng nhau chơi đùa. Một bên khác thường linh linh là tìm tới lâm đại ngọc lộ tuyến. Nàng có chút suy yếu dùng khăn tay che miệng lại ho khang một cái. Mềm mại không xương một loại tựa ở Chu Khang Bình một cái khác trên bờ vai. Biểu ca. Ngươi không nói tiếng nào liền đi. Linh linh đi ngươi rất lâu. Tìm phải linh linh đều có chút khó chịu. Biểu Ca mang ta xuống dưới nghỉ ngơi được chứ? Chu Khang Bình có chút bất đắc dĩ thở dài, "Biểu muội, ta liền nói ngươi muốn bao nhiêu vận động." Như thế đối thân thể tốt, ngươi nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, đi hai bước liền phải khục hai lần, về sau nhưng như thế nào là tốt, ta cái này tìm người mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi." Tuần cũng như giả cười cười, "Linh Linh tỷ." Ai nói không phải đâu, ta vừa mới muốn tới tìm Đường Ca, ngươi liền không phải đi theo tới, ngươi nhìn khó chịu đi. Chương 242, hai nữ tướng tranh, tay bay vạ gió, nếu là thân thể không thoải mái, liền trung thực ở nhà đợi, ra ngoài làm gì? Thường Linh Linh lại ho hai tiếng, mười phần tự trách nhìn về phía Chu Khang Bình, biểu ca, ta chính là quá lo lắng ngươi, cho nên mới sốt ruột theo tới. Ta không nghĩ tới thân thể của mình vô dụng như vậy, cho ngươi thêm phiền phức, ta lúc này đi. Chu Khang Bình liền vội vàng kéo Thường Linh Linh, "Ai, biểu muội, ta cũng không nói ngươi cho ta thêm phiền phức." Ta chỉ là muốn để ngươi nhiều rèn luyện rèn luyện thân thể, ngươi cũng đừng dạng này hốc mắt đỏ đỏ đi, bằng không mẹ ta còn tưởng rằng ta làm sao khi dễ ngươi đây, Tuần cũng như ở một bên phụ họa, đúng nha, Linh Linh tỷ, ngươi dạng này không phải thành tâm muốn để Đường Ca bị đánh sao? Thường Linh Linh rất ủy khuất lắc đầu, chưa từng nói nước mắt trước lưu, cũng như muội muội, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta thật không phải cố ý, đã như vậy, vậy ta đi liền tốt, Tuần cũng như vậy ngươi liền mau chóng rời đi đi vạn nhất ngươi té xỉu chỗ này chúng ta chu gia cũng không tốt bàn giao chu khang bình thấy thế gõ gõ tuần cũng như đầu ngươi nói cái gì đó liền không thể nghĩ đến một chút biểu muội ta tốt một chút cái này vừa gõ không sao tuần cũng như giả rơi lệ đường ca chẳng lẽ ngươi không thích cũng như sao ngươi bởi vì nàng đánh ta ta cái này đi nói cho đại bá đi nói xong làm bộ muốn đi chu khang bình bị hù tranh thủ thời gian ngăn lại tuần cũng như cũng như ta không phải ý tứ kia ngươi mau trở lại không muốn đi tố cáo ta sai còn không được thường linh linh thấy thế lại ho hai tiếng đúng biểu ca không phải ý tứ kia cũng như muội muội ngươi ở chỗ này thật tốt đợi đi hẳn là đi người là ta ta cái này đi cùng cô cô nói ta muốn rời khỏi chu gia chu khang bình vội vàng lại giữ chặt thường linh linh biểu muội đừng đừng đi tìm mẹ ta bằng không ta phải bị đánh chết sau đó ba người ở chỗ này cực hạn lôi kéo, cho tầng tim ngưng cùng từ phù thấy gọi là một cái trận mắt hốc mồm, lấy tầng tim ngưng kinh nghiệm đến xem, hai cái này tiểu cô nương giống như đều đối chu Khang Bình có ý tứ, đây là tại đoạt chú ý đâu, nhưng là chu Khang Bình năm nay giống như 13 tuổi, vậy hắn cái này đường muội biểu muội đại khái là 12-13 tuổi, cái này tuổi còn nhỏ, thế mà liền biết tranh thủ tình cảm, thật sự là trưởng thành sớm quá a à. Chu Khang Bình bị hai người quấn, bây giờ không có biện pháp, hắn đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tầng tim ngưng, tầng tim ngưng giả vờ như không thấy được dáng vẻ, quay người muốn đi, không nghĩ tới tuần cũng như cùng thường linh linh, cũng thuận chu khang bình ánh mắt, song song nhìn về phía tầng tim ngưng, tuần cũng như kiều sơn hỏi, đường ca, ngươi nói người bạn kia là tiểu nha đầu này sao, ngươi sao có thể cái dạng này, rời đi ta chính là vì đi tìm tiểu nha đầu này, thường linh linh cũng khóc chích chích, biểu ca, chẳng lẽ trước ngươi nói với ta đều là giả, ngươi đã nói thích nhất linh linh bây giờ đây cũng là ở đâu ra tiểu nha đầu ngươi là ghét bỏ linh linh ốm yếu sao tuần cũng như có chút không phục đường ca rõ ràng nói qua thích nhất ta chu khang bình đầu đều lớn hắn thật sự là không thích động một chút lại khóc tiểu cô nương vẫn là tầng tiêm ngưng tốt hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chỉ vào tầng tiêm ngưng ta thích nhất nàng dạng này kiên cường tiểu cô nương các ngươi nhìn nàng cho tới bây giờ đều không khóc mà lại cũng sẽ không giống các ngươi đồng dạng vừa thấy được ta liền treo ở ta hai cái trên cánh tay còn mỗi ngày cãi nhau thật sự là đủ thường linh linh có chút không thể tin nhìn về phía chu khang bình vừa chỉ chỉ tầng tiêm ngưng giống như là chịu không được kích động một chút liền ngất đi tuần cũng như giống như là một con mèo bị giẫm đuôi nàng chỉ vào tầng tiêm ngưng biểu ca ngươi đây là cái gì ánh mắt nàng chính là một tiểu nha đầu phiến tử sao có thể cùng ta so hai người chúng ta thế nhưng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên chẳng lẽ ngươi thật phải vì cái này hoàng mau nha đầu vứt bỏ ta sao ta đối với ngươi thật là quá thất vọng vẫn là nói cái này hồ ly tinh câu dẫn ngươi nhìn ta đánh không chết nàng nói xong lột lấy tay áo liền phải động thủ chu hạo yên ổn bên cạnh viện ngã trên mặt đất thường linh linh còn vừa muốn dắt lấy tuần cũng như cũng như ngươi đừng xúc động ngươi đừng chọc nàng hai câu này tại tuần cũng như xem ra chính là đối tần tim ngưng cực lực giữ gìn đây là sợ mình tổn thương hắn tâm can tiểu bảo bối nhi khí tuần cũng như một chút liền hất ra chu khang bình nàng đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê ngươi cư nhiên như thế giữ gìn nàng ngươi thế mà không để ta đánh nàng ta liền nhất định phải đánh nàng để ngươi xem một chút đi lên liền phải phiến tầng tim ngưng chu khang bình bất đắc dĩ nâng tráng hắn đó cũng không phải bảo hộ tầng tim ngưng hắn là sợ tầng tim ngưng một kích động cho hắn đường muội nhi làm cho thiếu cánh tay thiếu chân vậy liền thực sự không tốt nghĩ được như vậy hắn liền phải đứng dậy đi ngăn cản tuần cũng như không nghĩ tới trong ngực hắn thường linh linh đột nhiên ung dung tỉnh lại, nàng gắt cao giữ chặt Chu Khang Bình, không để hắn rời đi, còn ra vẻ cảm động đến rơi mấy giọt nước mắt, biểu ca, ta liền biết ngươi thích nhất chính là ta, ngươi nhất định là không bỏ xuống được ta, mới đưa ta ôm thật chặt vào trong ngực, tình ý của ngươi ta biết, Chu Khang Bình thật là im lặng, cái gì tình nghĩa? Vì cái gì biểu muội của hắn cùng đường muội đều trở nên càng ngày càng kỳ quái? Mấu chốt nhất hắn không nghĩ tới hắn cái này động một chút lại ho khang, động một chút lại té xỉu biểu muội, khí lực cư nhiên như thế lớn, Chu Khang Bình muốn tránh thoát thường linh linh tay, trong lúc nhất thời thế mà còn làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuần cũng như đi tìm chết, hắn hô to, ngưng tỷ, Nương tay, tần tim ngưng thật là im lặng, ăn dưa ăn vào trên người mình, còn muốn bị mắng là tiểu hồ ly tinh, mấu chốt nhất còn không thể hạ tử thủ, nàng chỉ có thể bế thân tránh thoát tuần cũng như tập kích bên này ầm ĩ gây nên chu phu nhân đám người chú ý chu phu nhân vội vàng đi tới nhìn thấy tràn cảnh chính là tuần cũng như như là bị điên đuổi theo tầng tim ngưng kêu đánh hô mắng nhà mình nhi tử bị thường linh linh ôm thật chặt vẫn không quên lớn tiếng đối tầng tim ngưng căng dặn nương tay không muốn làm bị thương sam sam sảnh mà mỗi khi con của hắn căng dặn xong tuần cũng như liền càng thêm gắt gỏng cái này cho chu phu nhân tức giận đến trên trán gân xanh giật giật tuần cũng như ngươi dừng tay cho ta, tần tiểu thư. Là ta mời tới khách nhân. Ngươi cái này kêu đánh kêu giết chính là đối ta có ý kiến gì không? Ngươi nếu là không nguyện ý tại chu gia đợi liền lăn ra ngoài, tuần cũng như xưa nay sợ nàng nhất cái này đại bá nương, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng là người chu gia, ngươi dựa vào cái gì gọi ta đuổi ra ngoài, chu phu nhân không đếm xỉa tới sẽ nàng nhỏ giọng lầm bầm nàng lại sẽ đầu mâu chuyển hướng có chút đắc chí thường linh linh, thường linh linh. Đưa ngươi tay từ nhi tử ta trên cổ lấy ra, ngươi niên kỹ cũng không nhỏ, mỗi ngày cùng ta nhi tử lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì, chương 243, quan gia ngõ hẹp, thường linh linh mặt một chút trợn nhìn xuống tới, lại bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, chu phu nhân bất đắc dĩ gầm thét, ngươi cho ta nghẹn trở về. Đừng tại đây nhi ném thường da mặt, chu phu nhân tiếng trống giận dữ, rất nhanh liền đem tuần cũng như cùng thường linh linh mẫu thân dẫn đi qua, hai người đều ở một bên nhau nhau khuyên nhủ, chẳng qua là tiểu hài tử đùa giỡn, đại tẩu. Chúng ta chu gia thế nhưng là lâm châu phủ nhà giàu nhất, đánh nàng. Hai lần làm sao rồi, lại nói, ngươi nói như vậy cũng như. Không khỏi quá khó nghe một chút nhi, đúng nha. Đúng nha. Cô em chồng, ta biết ngươi ở nhà uy phong quen, nhưng Linh Linh dù sao cũng là ngươi ngoại sanh nữ nhi nàng cái gì tính tình, phẩm tính ngươi còn không biết sao, ngươi nói như vậy, để nàng về sau như thế nào lấy chồng, chu phu nhân tự nhiên biết, hai người này đánh chính là ý định gì, không phải liền là muốn để nữ nhi đến nhà bọn hắn, sau đó danh chính ngôn thuận chiếm lấy tài sản của nàng, cũng không ở nhà thật tốt chiếu chiếu tấm gương, nhìn nàng một cái nhà nữ nhi bản tính, một cái tí hát khí nóng nảy, thích khóc náo, một cái mỗi ngày gần chết không kéo sống, thích khóc náo, tổng kết xuống tới chính là lại thích khóc lại yêu náo, xem xét liền thành không được đại sự, cùng với nàng trong suy nghĩ con dâu, quả thực không thể so sánh, Chu phu nhân cũng không để ý tới hai người, cứ như vậy trực tiếp đi hướng từ phù cùng tầng tiêm ngưng, tầng phu nhân. Tầng tiểu thư thực sự là thật có lỗi, là ta chiêu đãi không chu đáo, để hai cái này cấp bậc lễ nghĩa không được đầy đủ đồ vật, va chạm hai ngươi, từ phù vội vàng khoát tay áo, không sao. Chu phu nhân, ngài nói quá lời, chẳng qua là tiểu hài tử đùa giỡn, không cần để ở trong lòng. Chu phu nhân biết đây là xem ở trên mặt của nàng, mới không làm so đo, nếu như dựa theo bình thường, tần tiêm ngưng không đem tuần cũng như cánh tay tách ra gãy, nàng đều không họ tần, mặc dù nàng hôm nay giả bộ ôn nhu nhã nhặn dáng vẻ, nhưng ai không biết nàng chạy nạn thời điểm, đây chính là một đau một cái đầu người. Chu phu nhân mười phần cảm kích cười cười, lướt qua tuần cũng như cùng thường linh linh bọn người, trực tiếp dẫn tần tiêm ngưng cùng từ phù đi đến phía trước nhất, vào chỗ đi nhưng không nghĩ tới mới vừa đi tới dự để lại cho hai nàng vị trí trên chỗ ngồi thế mà đã ngồi người mà người kia chính là vương đồng tri phu nhân nàng mang theo khiêu khích nhìn một chút tần tiêm ngưng cùng từ phù nha đây không phải tần phu nhân cùng tần tiểu thư sao không nghĩ tới trùng hợp như vậy tại chu phu nhân trên yến hội gặp phải các ngươi chu phu nhân ngươi cũng thật là ngươi nói sớm tần tiểu thư các nàng sẽ đến ta định tại bàn này cho các nàng lưu cái vị trí ngươi nhìn hiện tại cũng ngồi đầy hai vị đi tới mặt nhìn xem chỗ nào còn có vị trí cái này khiến chu phu nhân lại bắt đầu đau đầu nàng nhiều năm như vậy kinh thương lý niệm vẫn luôn là dĩ hòa vi quý mà lại như gặp được hai phe đấu tranh nàng cũng sẽ không dễ dàng đứng đội đây cũng là nàng dù cho cùng trịnh bắc tần tiêm ngưng bọn người càng thêm muốn tốt quen thuộc còn mời vương đồng tri phu nhân nguyên nhân này nhưng không nghĩ tới vương phu nhân là một chút mặt mũi cũng không cho nàng thế mà cứ như vậy trực tiếp chiếm lấy nàng dự lưu tốt vị trí từ phù cũng nhìn ra trong đó môn đạo đến cùng không nghĩ chu phu nhân bởi vì chính mình cảm giác được khó xử cho nên vỗ nhẹ chu phu nhân tay xác thực rất khéo vương phu nhân thế mà cũng ở nơi đây chúng ta còn muốn đi tìm vị trí trước hết không cùng vương phu nhân nhiều lời chu phu nhân bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn từ phù mấy người quay người liền muốn rời khỏi không nghĩ tới vương phu nhân bên cạnh dương phu nhân có chút khinh thường cười nhạo lên tiếng đây là nơi nào phiêu tán tới nghèo kiếp hủ lậu hương vị thật sự là khó ngửi chết rồi mình địa vị gì không biết nhất định phải hướng phú quý trong hội góp cũng không ước lượng chính mình đến tột cùng bao nhiêu cân lượng chu phu nhân ngươi cái này giao hữu ánh mắt là càng phát không tốt nếu không phải ngươi tự mình đem thiếp mời đưa tới ta cùng vương phu nhân còn kinh thường đến đâu vương phu nhân cũng một mặt két bỏ cầm khăn che miệng mũi cái này dương phu nhân tướng công là vương đồng tri thủ hạ cho nên nàng cũng chính là vương phu nhân chó săn hôm nay các nàng đây là đơn thuần tới gây sự nhi tần tiêm ngưng đối với hành vi của các nàng mười phần không hiểu tại sao phải tại nhà khác tổ chức trên yến tiệc tìm nàng gốc rạ chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ căn bản không có đem chu gia cùng các nàng để vào mắt tần tiêm ngưng cũng không cảm thấy mình cùng mẫu thân tới là vì thụ ủy khuất nàng có chút xin lỗi nhìn về phía chu phu nhân chu phu nhân thực sự là ngượng ngùng ta cảm giác giống như là loại này không tôn trọng chủ gia người, ngươi bây giờ không có cần phải đưa các nàng mời đi theo." Chu phu nhân nhẹ gật đầu, nàng biết Tần Tim Ngưng đây là ý gì, ý tứ này chính là nàng muốn phát công. Chu phu nhân đi đến hôm nay tình trạng này, mặc dù là dĩ hòa vi quý, nhưng cũng không đại biểu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chu phu nhân không thể đổi. Cái này Dương phu nhân xem như cái gì đồ chơi, không đợi Tần Tim Ngưng mở miệng, Chu phu nhân liền bật hết hỏa lực. Dương phu nhân ta nhớ được ngươi còn thiếu chúng ta trân bảo các 200 lượng bạc, không biết lúc nào có thể còn, ánh mắt của ta xác thực càng ngày càng không tốt, bằng không cũng không thể mời ngươi tới, người tới A, à, đem dương phu nhân mời đi ra ngoài, nhớ kỹ để nàng đem thiếu trân bảo các 200 lượng bạc trước còn, lập tức có gã sai vặt tới trái phải mang lấy dương phu nhân, liền phải đưa nàng mang đi ra ngoài, dương phu nhân miệng tiện không phải lần thứ nhất, nhưng mỗi lần tất cả mọi người xem ở vương phu nhân phần bên trên, đối nàng mở một con mắt nhắm một mắt, mà lại nàng chủ yếu cũng là vì vương phu nhân ra mặt cho nên cũng không có người sẽ giống chu phu nhân dạng này trực tiếp đưa nàng khung đi ra nếu nàng thật hôm nay bị như thế khung ra ngoài vậy hắn tại lâm châu phủ quý phụ vòng tròn nhưng là không còn mặt tiếp tục chờ đợi nàng liền vội vàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía vương phu nhân vương phu nhân lúc này cũng bị tức giận đến không được cùng nó nói chu phu nhân đây là tại đánh dương phu nhân mặt chẳng bằng nói là tại điểm nàng nàng tức giận vỗ bàn lên làm càng ta nhìn hôm nay ai dám đưa nàng kéo ra ngoài, tần tim ngưng cười cười, vương phu nhân, ngươi cái này quan uy rất lớn nha, không biết ngươi quan từ mấy phẩm nha, còn làm càng, lời này của ngươi thật là khôi hài, đây là chu phủ, cũng không phải là các ngươi vương phủ, chu phu nhân muốn xử trí như thế nào không tôn kính chủ gia người, qua ngươi vương phu nhân chuyện gì, chẳng lẽ dương phu nhân là thụ ngươi sai sử, vương phu nhân bị tức phải không được, ngươi con bé này, lần trước chính là ngươi khích bắt vợ chồng chúng ta quan hệ bây giờ lại châm ngòi ta cùng chu phu nhân ở giữa ta quan hệ ngươi đây là mục đích gì muốn ta nhìn muốn kéo cũng hẳn là đưa ngươi lôi xuống dưới không biết tự lượng sức mình đồ vật tần tim ngưng mặt mỉm cười mà nhìn xem vương phu nhân ngài nói đùa ta có tài đức gì có thể châm ngòi giữa các ngươi quan hệ chu phu nhân cũng phụ họa vương phu nhân ngươi suy nghĩ nhiều hay là nói dương phu nhân cái này vô lễ cử chỉ đúng là ngươi thụ ý vì đó, nếu là như vậy, vậy ta đây miếu nhỏ coi như cũng dung không được ngươi tôn này đại Phật, chương 244, phù dung cao, vương phu nhân đương nhiên không thể thừa nhận, tuần này nhà mặc dù không có gì quyền, nhưng là có tiền, vừa vặn từ khi nhà nàng bị cướp về sau, bọn hắn vương gia liền đặc biệt thiếu tiền, nàng còn trông cậy vào, từ chu gia nhiều bộ ít tiền ra tới đâu, một phen cân nhắc về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ dương phu nhân. Nàng bất đắc dĩ phất tay áo ngồi xuống, cũng mặc kệ dương phu nhân cầu cứu chờ lấy dương phu nhân bị kéo đi tình cảnh một trận mười phần yên tĩnh cuối cùng vẫn là hàng phu nhân đứng dậy kêu gọi tần tiêm ngưng cùng từ phù tần phu nhân tần tiểu thư nếu như các ngươi không chê đến nơi này đến cùng chúng ta chen một chút vài ngày không thấy hai ngươi sam sam sảnh vừa vặn chúng ta trò chuyện tần tiêm ngưng theo tiếng nhìn lại vừa vặn trông thấy hàng phu nhân kỹ phu nhân lưu phu nhân ngồi tại một chỗ chu phu nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra vừa vặn tim ngưng các ngươi cùng mấy vị phu nhân ngồi cùng một chỗ các ngươi còn nhận biết còn có thể trò chuyện từ phù cười điểm gật đầu sau đó liền được lĩnh đến bàn kia từ phù hai người vừa mới ngồi xuống hàng phu nhân liền nắm thật chặt tầng tim ngưng tay cái kia đáng giết ngàn đao chẳng phải ỷ vào mình tướng công là đồng tri từng ngày muốn làm gì thì làm nàng mới là không biết mình bao nhiêu cân lượng đâu còn có cái kia dương phu nhân một mặt nịnh nọt tướng, các ngươi chớ cùng hai nàng sinh khí, tần tim ngưng cười cười, ta cảm thấy sinh khí có thể là các nàng, ta ngược lại là cảm thấy không có gì, kỹ phu nhân lúc này ở một bên nói tiếp, ai nói không phải đâu, đúng, hai ngươi tại cửa ra vào, nhìn không nhìn thấy nhà ta cái kia nàng dâu đây, sáng sớm cũng không biết chạy đến nơi đâu, đến bây giờ còn cũng không đến. Tần tim ngưng có chút bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch, kỹ phu nhân, ngươi cũng biết ta nói chuyện tương đối thẳng, cho nên ta liền không vòng vèo tử, chỗ ngươi nàng dâu hẳn là thật tốt quản một chút, nếu ngươi mặc kệ, ta liền thay quản giáo, hôm nay trước kia nàng liền ngăn ở thôn chúng ta nhi cổng, kể một ít tin đồn, đây là có chủ tâm muốn hủy mẹ ta trong sạch, nếu là không biết, còn tưởng rằng các ngươi kỹ gia ham nhà ta tiền tài đâu, kỹ phu nhân bị nói đến mặt đỏ bừng, nàng cắn thật chặt răng hàm, ta nói nàng mấy ngày nay đi chỗ nào, hóa ra là chạy các ngươi nơi đó đi, cái này quấy nhà tin lúc trước liền không nên cưới nàng vào cửa nàng trước một trận nhi quản ta đòi tiền nói là cha nàng muốn dùng số tiền này đã thông quan hệ lại hướng lên mặt thăng một chút ta để nàng nghĩ ý nghĩ này tiền ta là sẽ không cho không nghĩ tới liền đem chủ ý đánh vào mẹ ngươi trên thân như hắn muốn lần sau lại dây dưa cho các ngươi ngươi liền trực tiếp động thủ không cần nhìn ta kỹ da mặt mũi tần tim ngưng cười cười có ngài câu nói này ta cứ yên tâm vừa rồi ta tại cửa ra vào nàng chọc giận chu gia thiếu gia bị đuổi ra ngoài mà lại bên ngoài còn có rất xem thêm náo nhiệt người ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý kỹ phu nhân tức giận đến không được hận không thể hiện tại liền về nhà giáo huấn nàng cái kia nàng dâu mà đi lưu phu nhân nhìn ra ý đồ của nàng vỗ nhẹ nàng tay tốt tốt nhập gia tùy tục ngươi vẫn là an tâm chờ tiệc rượu kết thúc về sau lại trở về giáo huấn nàng đi hy vọng ngươi lúc này không muốn lại bị nàng nắm chỉ phu nhân mặt mo thật sự là đỏ lại đỏ, nàng cái này bị con dâu nắm thanh danh, xem như truyền đi, mấy người các nàng ở phía dưới trò chuyện lửa nóng, phía trên chu phu nhân thanh thanh tiếng nói, nói một chút đường hoàng, sau đó cái này ngày xuân yến cũng liền bắt đầu, đám người đầu tiên là ăn một chút đơn giản bánh ngọt, uống một chút trà, sau đó liền từ lấy chu phu nhân dẫn dắt, đến hậu hoa viên ngắm hoa mà đi, chu phu nhân hậu hoa viên nhi có một cái noãn cát, ở trong đó bông hoa chủng loại phong phú, mà lại mở đều 10 phần kiều diễm, để người nhìn liền thích, treo đến đám người đối chu phu nhân là dừng lại khích lệ, chu phu nhân cũng là không chút nào keo kiệt, chờ các ngươi rời đi thời điểm, có thể mỗi người chọn lựa một chậu nhi mình yêu thích hoa, hoa này nhi ta còn nhiều, còn có thế lại nuôi, hàng phu nhân cười cười, chúng ta liền biết ngươi chu phu nhân tài đại khí thô, định sẽ không keo kiệt cái này mấy bồn hoa, lưu phu nhân cũng phụ họa, đúng nha, đúng nha, đến lúc đó ta nhất định chọn cái quý nhất, đám người đối chu phu nhân một trận lấy lòng, treo đến nàng rất là vui vẻ, phụ nhân tổ chức tiệc rượu, đơn giản chính là như vậy mấy cái mục đích, tăng lớn mình nổi tiếng, mở rộng các mối quan hệ của mình, thuận tiện lại nghe vài câu nịnh nọt, vương phu nhân mười phần đỏ mắt nhìn xem cái này một noãn cắt hoa, lại gặp tất cả mọi người nịnh nọt chu phu nhân, có chút không vui lòng, chẳng qua chính là một chút bông hoa nha, có cái gì ngạc nhiên ta trưởng tỷ sai người từ kinh đô cho ta mang hộ tới một hộp phụ dung mặt cao thơm, hương vị kia nhưng so sánh những cái này bông hoa dễ ngửi nhiều, các ngươi là không biết. Liền kia một hộp nhỏ cao thơm, tại trong kinh đô thế nhưng là thiên kim khó cầu, lưu hương bền bỉ, mà lại thanh tân đạm nhã, nhưng so sánh các ngươi trên thân những mùi này dễ ngửi nhiều, có mấy vị phu nhân ra vẻ kinh ngạc dùng khăn tay che miệng, trời à, cư nhiên như thế khó được, vương phu nhân. Ngài người nhà mẹ đẻ, đối với ngài thật là tốt, ai nói không phải đâu, ta nghe nói cái này phù dung mặt cao thơm, có tiền cũng mua không được, chỉ có kinh đô nhà quyền quý mới có thể mua được đâu, trách không được vương phu nhân hôm nay mùi trên người phá lệ dễ ngửi, luôn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe thật sự là thấm vào ruột gan, vương phu nhân nghe mấy vị này phu nhân, ngươi một lời ta một câu nịnh nọt, lập tức liền vui vẻ, mặc dù nàng chỉ là nghe qua cái này phù dung mặt cao thơm, cũng không có thực tế gặp qua, nhưng cũng không chậm trễ nàng đắc ý giàu dạc từ phù có chút không xác định nhìn về phía tầng tiêm ngưng các nàng nói cái kia cao thơm hẳn là nữ nhi làm cái kia đi chẳng qua nàng làm sao cảm giác con gái nàng làm cao thơm giống như không phải vương phu nhân trên người cái mùi kia đâu vương phu nhân thấy từ phù một mặt mộng dáng vẻ ra vẻ ưu nhã dùng khăn tay che miệng cười nhạo lên tiếng tầng phu nhân nhất định chưa từng nghe qua đi cũng là các ngươi chẳng qua là phương bắc trốn qua đến nạn dân có thế ăn cơm no liền đã không sai, nào có tiền dư đó đi mua cao thơm, vẫn là kiếm nhiều một chút tiền, lấp đầy mình bụng đi, một bên nịnh nọc vương phu nhân mấy người, cũng dùng thăng tay che miệng, trên mặt trào phúng khe khẽ bàn luận, chẳng qua là một đám đám dân quê, nghe nói hiện tại còn ở tại thôn nhi bên trong, không biết là đi cái gì vận khí cứt chó, mới kết giao chu phu nhân, đúng rồi. Các nàng tiền kia chỉ định lai lịch bất chính đang, nghe nói đứa bé này luôn luôn kêu đánh kêu giết, Xem xét liền không có đọc qua cái gì sách, gia giáo không được, có lẽ trước đó có thể là thổ phỉ đi, những cái này không lớn không nhỏ tiếng nghị luận, vừa vạn truyền vào tầng tim ngưng cùng từ phù trong lỗ tai, chương 245, thật giả phù dung mặt, tầng tim ngưng cười như không cười nhìn xem vương phu nhân, vương phu nhân. Ta vốn không muốn vạch trần ngươi, làm sao ngươi một lần lại một lần khiêu khích ta, chúng ta chính là phía bắc trốn qua đến nạn dân, cái kia cũng so với các ngươi những người này mạnh. Mỗi ngày trừ A Dua nịnh hót, bám bíp, các ngươi còn biết gì, từng ngày một phân tiền cũng không kiếm. Liền biết lục đục với nhau, các ngươi thật là sống lấy lãng phí không khí. Chết lãng phí thổ địa, không chết không sống lãng phí ngân tệ, mấy vị kia phu nhân, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều không có bị như thế nhục mạ qua, bây giờ con mắt đều có chút hơi đỏ lên, các nàng mười phần tức giận chỉ vào tầng tim ngưng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, tầng tim ngưng liền tiếp tục nói, các vị phu nhân, ta khuyên các ngươi vẫn là đem chỉ vào người của ta ngón tay rụt về lại, ngươi cũng biết ta yêu nhất kêu đánh kêu giết, mà lại ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta, như thế sẽ nhịn không được đem ngón tay của nàng bẻ gãy, mà lại các ngươi động tác này là mười phần không lễ phép, cũng không biết các ngươi là không có đọc qua sách, vẫn là không có giáo dưỡng, mấy vị này phu nhân dọa đến liền vội vàng đem tay rụt trở về, các nàng quả thật nghe qua tiểu cô nương này thanh danh, có thể động thủ tuyệt đối không nói nhau nhau nhưng nghe thấy các nàng vừa mới mắng tần tiêm ngưng lại bị nàng y nguyên không thay đổi trả lại trong lòng rất là nén giận đều đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía vương phu nhân tần tiêm ngưng mới mặc kệ các nàng có tức giận không đâu dù sao nàng muốn tiếp tục chuyển vận không phải liền là một hộp phù dung mặt cao thơm sao tựa như ai không có đồng dạng chẳng qua ta vẫn còn muốn nhắc nhở vương phu nhân một chút ngươi trưởng tỷ khả năng mua được giả phù dung mặt chân chính phù dung mặt hương vị kia cùng vừa hái xuống đóa hoa hương vị là giống nhau như đúc, mà ngài trên người bây giờ bôi cao thơm, mặc dù hương vị cũng mười phần tươi mát, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt hương hoa, vương phu nhân nghe xong, tức giận đến không được, nàng vừa định duỗi ra ngón tay hướng tầng tim ngưng, nhưng lại giống như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng đem tay rụt trở về, ngươi biết cái gì, ngươi gặp qua thật phù dung mặt sao, chẳng qua là chân đất bên trên thôi, không biết từ chỗ nào trộn được tiền, liền đến trước mặt ta trang giàu rồi kia là trong kinh đô đồ vật ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử đời này đi qua kinh đô sao ngươi biết cái gì gọi là phù dung mặt sao nhà ngươi nghèo liền cao thơm cũng mua không nổi còn tại chỗ ấy nói cái gì bông hoa hương tần tim ngưng cười cười vương phu nhân ngươi không cần như thế thẹn quá hóa giận ta một đứa bé ngươi làm gì cùng ta so đo chẳng qua mặc dù ta cũng chưa từng đi kinh đô nhưng trùng hợp trong tay của ta vừa vặn có một hộp phù dung mặt không bằng ngài đem ngài cao thơm lấy ra ta đem ta cao thơm lấy ra để mọi người so sánh một chút nhìn xem đến tột cùng là ai cao thơm càng giống phù dung mặt vương phu nhân tự nhiên là không có khả năng cầm bởi vì trong tay nàng căn bản liền không có cái gì phù dung mặt mà tần tim ngưng lại từ trong ngực lấy ra một hộp cao thơm vừa mới mở ra bên trong liền tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan bông hoa hương mùi hoa này rõ ràng là hoa mai cẩn thận nghe còn có thể nghe đến phong tuyết lạnh thấu xương hương vị thật sự là mở rộng tầm mắt, một bên chúng phụ nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng tần tim ngưng lấy ra chính là phù dung mặt, cũng làm là tiểu hài tử thắng bại muốn quấy phá, nhưng không nghĩ tới tần tim ngưng lấy ra cao thơm, thế mà tốt như vậy nghe. 33 của em M, cùng từ phụ quan hệ tốt đều lặng lẽ ở bên người hỏi nàng, tần phu nhân. Ngươi cái này cao thơm là ở đâu mua? Làm sao tốt như vậy nghe, đúng nha, tần phu nhân ngươi có cái này đồ tốt, thế mà không lấy ra cùng ta chia sẻ. Liền hàng phu nhân cũng thần thần bí bí hỏi từ phù, tần phu nhân, ngươi nói thật với ta, đây là từ chỗ nào mua. Đến lúc đó giúp ta mang hai hộp, từ phù bất đắc dĩ chấp tay, các vị phu nhân, đây quả thật là phù dung mặt, cũng là chúng ta ngẫu nhiên ở giữa đoạt được, giúp ngươi mang hai hộp cũng là đi, chỉ có điều cái này phù dung mặt thật đắt, nàng lại treo gẹo đạo, lấy nhà ngươi lão hàng bổng lộc, khả năng không đủ sức nha hàng phu nhân bọn người biết từ phù tính tình bản tính, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo, cho nên, hết sức kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Đây quả thật là phù dung mặt, ngươi xác định không có gạt ta chứ, phù dung mặt. Ngươi thế mà liền trực tiếp cho tim ngưng cầm chơi, nàng mới bao nhiêu lớn nha. Cũng không dùng được những cái này cao thơm nha, đúng nha. Đúng nha, ta cảm thấy trong tay nàng kia hộp nhi hương hoa mai phải liền rất tốt, rất sấn ta tần phu nhân cho một cái giá đi, kia hộp cao thơm ta mua, từ phù bị các nàng chen ở giữa, đều nói muốn cướp lấy mua kia hộp nhi hoa mai cao thơm, lý phu nhân mỗi tháng, đều sẽ cầm ba hộp phù dung mặt cao thơm cho trân tu các người, để bọn hắn liên tiếp chia hoa hồng cùng một chỗ cho tần tiêm ngưng, cho nên nàng hiện tại trong tay, có chừng cái 20 hộp, đều đặt ở trong không gian, từ phù an ủi mọi người, đừng nóng vội, đừng nóng vội, trong nhà của ta còn có tầm 10 hộp, các ngươi hẳn là mỗi người đều có thể mua được, một câu nói kia nói đến, ở đây phu nhân tất cả đều không bình tĩnh, vừa mới vương phu nhân trong tay chỉ có một hộp. Cái đuôi liền đã muốn vĩnh lên trời đi, tầng gia thế mà còn có tầm 10 hộp, có rất nhiều người đều biểu thị không tin, không phải liền là một cái mùi thơm tương đối đặc thù cao thơm sao. Chứng minh như thế nào nó chính là phù dung mặt, đúng nha. Ta khuyên các ngươi vẫn là cảnh giác cao độ, không muốn bị tên tiểu nhân này cho lừa gạt tần tim ngưng cười cười. Vậy ta cái này hộp không phải phù dung mặt cao thơm, chẳng lẽ vương phu nhân trong tay kia hộp là? Vậy tại sao vương phu nhân không dám đem ngươi trong tay cao thơm lấy ra đâu? Ngươi lấy ra cho mọi người nhìn xem. Chân chính phù dung mặt cao thơm là dạng gì? Một bên vị phu nhân này đều phụ họa. Đúng nha, vương phu nhân đem ngài kia hộp cao thơm lấy ra, hung tận đánh các nàng mặt. Từng ngày thật sự là sử nhân nhiều tác quái, các ngươi đây là nghèo điên, cầm cái giả phù dung mặt ra tới khoe khoang đúng thế chúng ta lại không ngốc hỏi một chút liền biết vương phu nhân cái kia là thật tần tiêm ngưng cũng không đáp lời nói cứ như vậy cười như không cười nhìn xem vương phu nhân càng ngày càng đen mặt vương phu nhân bị nhìn thấy toàn thân khó chịu chẳng qua nghĩ lại đám người này cũng chưa từng thấy qua chân chính phù dung mặt cao thơm dáng dấp ra sao coi như nàng lấy ra cũng sẽ không bị người nhìn thấu cho nên nàng cũng từ ống tay áo lấy ra khi hộp nàng giá cao làm theo yêu cầu cao thơm chờ vương phu nhân đem cái này cao thơm lấy ra tất cả mọi người hơi đi tới quan sát cái này hộp cao thơm bị vương phu nhân dùng đi hơn phân nữa vừa mở ra liền có nhàn nhạt mùi thơm ngát nhưng cũng không có rõ ràng hương hoa chẳng qua vẫn là có người thổi phòng lấy vương phu nhân xem xét cái này cao thơm liền cực kỳ dễ ngửi bằng không vương phu nhân cũng không thể dùng đi hơn phân nữa đúng nha ta kia hộp cao thơm bôi một lần liền không muốn dùng nếu ta có phù dung mặt cao thơm, ta cũng cùng vương phu nhân đồng dạng, ngày ngày đều bôi. Chương 246, điên cuồng chuyển vận, vương phu nhân có chút xấu hổ, kỳ thật nàng cũng đã sớm chán ghét cái này cùng cao thơm mùi thơm, nhưng nàng nhà tiền trong vòng một đêm, tất cả đều không cánh mà bay, không có dư thừa tiền bạc để nàng tiếp tục giá cao làm theo yêu cầu cao thơm, nàng lại không nguyện ý mua những cái kia thấp kém cao thơm, cho nên chỉ có thể thích hợp dùng chẳng qua vẫn là không chậm trễ vương phu nhân một mặt khiêu khích ta đem cao thơm lấy ra ngươi còn có lời gì muốn nói vương phu nhân bên cạnh bám biết đoàn đội lại bắt đầu phụ họa đúng thế ngươi kia mùi thơm rõ ràng không có vương phu nhân càng dễ ngửi hơn xem xét vương phu nhân cái kia chính là thật tần tiêm ngưng đối với các nàng mở mắt nói lời bịa đặt không chút nào hoảng nàng cầm lấy mình cao thơm không nhanh không chậm đạo các vị phu nhân có chỗ không biết phù dung mặt mua bán đồ vật trên cái hộp mặt đều viết phù dung mặt ba chữ, nàng đem mình cao thơm hộp mặt hướng đám người, phía trên xác thực viết phù dung mặt ba chữ to, trái lại vương phu nhân cao thơm hộp cái trước chữ cũng không có. Vương phu nhân thấy mọi người ánh mắt đều mang lên hoài nghi, có chút thẹn quá hóa giận, người nói bậy. Người nói có là có, người nói không có là không có, phù dung mặt cao thơm phía trên rõ ràng chữ gì nghi cũng không có viết, ngươi cái kia không biết là cái nào tiểu thương tiểu phiến giả mạo a. À tần tiêm ngưng bất đắc dĩ cười cười vương phu nhân ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nha đã ngươi biết phù dung mặt vậy ngươi cũng nhất định biết cái này phù dung mặt là ai mở a à? phù dung mặt đông gia cùng trân tu các đông gia là một nhà đúng lúc ta biết trân tu các phùng trưởng quỷ không bằng đem hắn kêu đến nói rõ ràng vương phu nhân đương nhiên không chịu kia phùng trưởng quỷ cùng ngươi nhận biết hắn tự nhiên hướng về ngươi dù sao ta cao thơm chính là từ phù dung mặt mua có năng lực ngươi đem phù dung mặt đông gia đi tìm đến. Tần tim ngưng đối với vương phu nhân hồ hung hăng càng quấy có chút bất đắc dĩ, nàng vừa định thật tốt mỉa mai nàng vài câu, sau lưng đột nhiên có người lên tiếng, vừa vặn ta gặp qua phù dung mặt đông gia. Ta biết phù dung mặt không chỉ có hộp phía trên có đánh dấu, liền trong hộp cũng có đánh dấu, lần trước có người, giả mạo phù dung mặt đồ vật. Cuối cùng cho trong kinh đô quý phụ nhân bôi phải kém chút hủy dung, phù dung mặt đông gia cũng là dùng cái này, đi chứng minh vị kia quý phụ nhân bôi không phải bọn hắn phù dung mặc đồ vật. Vương phu nhân nhìn xem đột nhiên lên tiếng phụ nhân, mười phần phẫn nộ, ngươi xem như cái thứ gì. 33 của Sở M, cái này nào có ngươi nói chuyện phần, ngươi cùng với nàng có phải là một đám, ta làm sao chưa từng nghe qua trong kinh đô đi ra loại chuyện này. Phụ nhân kia cười cười, vương phu nhân trí nhớ thật là tốt. Thế mà không nhận ra ta, ta là trân tu các phùng trưởng quỷ phu nhân, mẹ ta nhà cũng tại kinh đô vừa vặn nhận biết phù dung mặt đông gia, sự kiện kia nhi toàn bộ quá trình ta đều ở đây. Vương phu nhân, ngài cầm trong tay cao thơm, hẳn là tại hồ sư phó chỗ ấy làm theo yêu cầu A, mà lại nếu như ta nhớ không lầm, hắn chỗ ấy hẳn là còn có ghi chép, chân chính phù dung mặt, xác thực như tần tiểu thư nói như vậy, mỗi hộp đều có mình đặc biệt hương hoa. Hộp bên ngoài cũng khắc lấy phù dung mặt ba chữ, như ngài không tin, có thể để nàng đưa trong tay cao thơm cho trừ sạch sẽ bên trong vậy mà cũng khắc lấy phù dung mặt ba chữ, vương phu nhân vẫn là một mặt, ngươi đây là tại gạt ta dáng vẻ, tần tim ngưng cười cười, đã vương phu nhân vẫn là chết không thừa nhận, vậy ta liền đem cái này hộp cao thơm trừ sạch sẽ, để ngươi nhìn cái rõ ràng, bên cạnh đám người gặp một lần nàng muốn đem cái này cao thơm móc sạch sẽ, nhau nhau ngăn cản, tần cô nương tuyệt đối không thể nha, hộp này nhi phù dung mặt nhưng đáng giá ngàn vàng, là muốn mua đều mua không được, nàng đây là đố kỵ ngươi tần tiêm ngưng chắp tay, cảm tạ các vị phu nhân bên vực lẽ phải, vừa vặn ta cũng không nghĩ lãng phí, không bằng các ngươi đem trong ngực cao thơm hộp đều lấy ra, ta cho các ngươi một người đào vào đi một chút, mấy vị này phu nhân, vội vàng nhanh chóng từ trong ngực lấy ra mình tùy thân mang theo cao thơm, đem hộp mở ra, ngoan ngoãn đưa tay chờ lấy tần tiêm ngưng, cho các nàng phân cao thơm, tần tiêm ngưng lấy ra một cái mười phần tinh xảo muỗng nhỏ, cho mỗi cái đứng tại nàng bên này Nghi phu nhân, đều đào một muỗng nhỏ không có đứng tại nàng bên này, còn âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, những người kia, dù cho đưa tay ra, tần tim ngưng cũng không cho, tức giận đến những người kia chỉ là dơ chân, nhưng cũng thực sự không có cách, ai bảo mình đuối lý đâu, theo trong hộp cao thơm càng ngày càng ít, đáy hộp hạ phù dung mặt ba chữ, càng phát ra rõ ràng, vương phu nhân mặt cũng càng ngày càng đen. Cho đến cao thơm trong hộp cao thơm không có, tần tim ngưng mới cầm lấy kia cao thơm hộp, đổi tại vương phu nhân trước mắt, vương phu nhân, Ngươi cần phải thấy rõ, về sau cũng không nên lại vào bẫy bị lừa nha. Không đúng, ngươi đây không phải bị lừa, ngươi đây là căn bản chưa thấy qua, nhưng là còn có chút nói mình có, không bằng ta đem cái này hộp tặng cho ngươi a. À. Ngươi đem ngươi trong hộp còn lại cao thơm, lấp tại cái này cao thơm trong hộp, dạng này ngươi lần sau khoe khoang thời điểm, cũng không đến nỗi bị người tại chỗ chọc thủng. Tần Tim Ngưng dứt lời trêu đến đám người một trận cười vang. Tần Tim Ngưng lại nhìn về phía một bên một mực mở mắt nói lời bịa đặt mấy người châm chọc cười cười. Các vị phu nhân, không học thức không phải là lỗi của các ngươi, nhưng ra tới lung tung nói chính là lỗi của các ngươi. Ta khuyên các ngươi, lần sau vẫn là đừng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhắm mắt lại so trợn tròn mắt nói chuyện càng đáng tin một chút. Ngươi nói các ngươi cũng thật sự là có ý tứ, nói ta phù dung mặt là giả. Nhưng vừa mới ta phân thời điểm, các ngươi vì cái gì còn muốn đưa tay muốn, thật sự là gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua các ngươi không biết xấu hổ như vậy đến cùng là ai nghèo? Ta không nói, một trận này chuyển vận, nhưng cho mấy vị kia phu nhân tức điên, có một cái thậm chí tại chỗ hôn mê bất tỉnh, vương phu nhân lại muốn mượn cơ chỉ trích nàng, tần tim ngưng cầm qua một bên thị nữ bưng ấm trà, mở ra miệng liền dội đi lên, đánh vị phu nhân kia một chút liền tỉnh, tần tim ngưng trên mặt vui vẻ nhìn xem vương phu nhân, ngươi nhìn. Khi ngươi muốn mở miệng chỉ trích thời điểm, ta đã đem người cấp cứu tỉnh, ngươi vẫn là mau về nhà nhiều đọc sách, ít nói chuyện đi, khuyên ngươi, trên xã hội sự tình ít hỏi thăm, vương phu nhân khí cũng thiếu chút nghi ngất đi, nhưng nhìn xem trên mặt đất nằm vị phu nhân kia, thân ảnh chật vật, nàng dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tĩnh, bởi vì tầng tim ngưng đưa các nàng tức giận đến, choáng choáng, đi thì đi, cho nên tiếp xuống tiệc rượu, mười phần bình tĩnh liền qua, trước khi đi, chu phu nhân có chút ngượng ngùng giữ chặt từ phù tay. Thật sự là ngượng ngùng gọi các ngươi mời đi qua, còn để các ngươi thụ nhiều như vậy khí, từ phù cười cười. Hẳn là chúng ta cảm thấy ngựa ngùng thật tốt tiệt trụ để chúng ta pha trộn thành cái dạng này. Chương 247, biến đổi bất ngờ, chu phu nhân lắc đầu, hai người còn nói rất nhiều lời khách khí. Tần tiêm ngưng cũng tìm được phùng phu nhân, đối nó cảm tạ một phen. Phùng phu nhân miễn cười đánh giá nàng, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, tần cô nương. Ngươi cũng là không cần như thế cảm tạ ta, đây đều là ta phải làm, dù sao ngươi xem như chúng ta tiểu đông gia, nói xong cũng quay người rời đi. Tần Tim Ngưng chờ lấy Từ Phù ra tới, hai người ôm lấy Chu phu nhân cho bông hoa, kéo lấy mỏi mệt thân thể, ngồi lên xe ngựa rời đi. Tần Tim Ngưng tiếng xe ngựa liền mười phần buông lỏng ngồi liệt lấy, "Mẹ, ta cũng không tiếp tục nghĩ đến tham gia cái gì yến hội, thật là quá mệt mỏi." Từ Phù cũng đồng dạng ngồi liệt, "Đúng nha, ta hôm nay mặt đều cười tê dại, từ khi ngươi đem kia phù dung mặt mang lấy ra, ở đây phu nhân đều đối ta mười phần nhiệt tình, tất cả đều chạy tới cùng ta bắt chuyện, giống như là nhận biết thật lâu dáng vẻ, thật là quá mệt mỏi. 33 của S M, hai người vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, phía ngoài xe ngựa liền ngừng lại, tần tim ngưng yểu xìu hỏi, Thanh Phong. Làm sao dừng lại, Thanh Phong thì có chút không nói nói, tiểu thư. Là tiểu thư nhà họ Lâm dẫn một vị công tử quỳ gối chúng ta trước xe, tần tim ngưng hơi nghi hoặc một chút, tiểu thư nhà họ lâm ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì tiểu thư nhà họ lâm thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể nhỏ giọng rèm xe vén lên giải thích chính là lần trước đi lâm gia thời điểm cái kia cùng nhị lão gia nhốt tại một cái phòng bên trong tiểu thư nhà họ lâm tần tim ngưng lúc này mới nhớ tới chính là cái kia vì để cho mình thanh tĩnh hơi kém đâm trên đùi động mạch chủ nữ tử kia nhưng các nàng dạng này quỳ gối xe của mình trước là có ý gì nàng vén rèm lên nhìn xem trên mặt đất quỳ hai người lâm cô nương ngươi đây là ý gì lâm huyên ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem tần tiêm ngưng tần tiểu thư chuyện lần đó ta thật không biết rõ tình hình ở đây xin lỗi ngươi cũng thật phi thường cảm tạ các ngươi để ta bảo toàn ta cùng phan lan yêu nhưng ta hiện tại thực sự là cùng đường mặc lộ van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi tần tiêm ngưng có chút không hiểu ta có thể cứu ngươi nhóm cái gì lâm huyên quỳ gối trước xe khóc bởi vì việc này nhi không thành cha ta hiện tại đối ta triệt để thất vọng, hắn muốn đem ta gả cho một cái lão đầu tử, ta không chịu, hắn liền không cho ta trị thương, về sau vẫn là phan lan bốc lên nguy hiểm tính mạng, mang một chút thuốc trị thương cho ta, ta chữa khỏi vết thương sau trốn thoát, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta, ngươi có thể hay không để ta đi phượng hoàng thôn tránh một chút, Lâm Huyên vừa dứt lời, đằng sau liền chạy đến một đám mang theo côn bổng người. Lâm Huyên hướng về sau nhìn lên mười phần thẩn trương cầm bên cạnh nam tử tay, Phan Lan bọn hắn đến rồi, chúng ta nên làm cái gì, bên cạnh chờ ta nam tử vỗ nhẹ nàng tay, ngươi yên tâm, tần tiểu thư không phải loại kia thấy chết không cứu người, hắn lại hướng về phía trước quỳ đi mấy bước, tần tiểu thư, cô cô ta là Phan Tứ Nương, ta nghe ta cô cô nói qua, trên đời này nhất là thiện tâm người, Phan cầu ngươi liền mau cứu huyên nhi đi, ta làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngài, tần tim ngưng cảm giác có chút im lặng, nhà bọn hắn gần đây là phạm cái gì xong sao làm sao cái gì ngư quỷ xà thần đều có thể tìm tới cửa chút đấy nàng nhìn xem trên mặt đất quỳ hai người cười cười buộc ta bất lực các ngươi lâm gia cùng phan gia sự tình cùng chúng ta tần gia có quan hệ gì ta cửu cửu bây giờ bị các ngươi lâm gia tổn thương còn tại nằm trên giường nghỉ ngơi đâu ngươi muốn cho ta cứu ngươi đây không phải nói đùa nữa nha sao còn có ngươi cái này phan gia người đã phan tứ nương là ngươi cô cô bên cạnh ngươi nhi cái này người là ngươi âu yếm nữ tử vì cái gì chính ngươi không bảo vệ nàng, nhất định phải đưa nàng nhét vào chúng ta Phượng Hoàng thôn, như hôm nay các ngươi đến hạ chính là từ gia xe ngựa, có lẽ còn có cơ hội, nhưng ngươi cản chính là xe ngựa của ta, ta là có tiếng ý chí sắt đá, nói xong nàng liền đưa xe ngựa rèm để xuống, Thanh Phong. Đi thôi, nếu như hai người này còn tại phía trước nhi quỳ, liền để hàng mai cho bọn hắn túm đi, Lâm Huyên hai người không nghĩ tới, người tần gia cứ như vậy đánh ngựa rời đi thật sự là một chút cũng không có để ý các nàng chết sống ý tứ hai nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy bước nhanh rời đi thanh phong đem cương ngựa đưa cho hàng mai chính hắn thì xuống xe đi theo lâm huyên hai người này sau lưng thấy người lâm gia xác thực kiên nhẫn đuổi theo bọn hắn mà lại cái kia người nhà họ phan còn bị đánh cho một trận cũng là không giống như là nói dối trở về liền đem việc này bẩm báo cho tần tiêm ngưng tần tiêm ngưng nghe xong cười cười cũng không biết là ai cho bọn hắn ra chủ ý vì cái gì nghĩ như vậy trà trộn vào chúng ta phượng hoàng thôn đâu chúng ta thôn nhi cũng không có gì bảo bối nha từ phù đúng nha bọn hắn đây cũng quá giả chúng ta ngồi xe ngựa căn bản liền cái đặc thù đánh dấu cũng không có bọn hắn sao có thể như thế chuẩn xác tìm tới chúng ta xe ngựa hơn nữa còn canh giữ ở chu phủ về phượng hoàng thôn phải qua đường tần tim ngưng nhẹ gật đầu chờ về thôn nhi bên trong liền nói cho bọn hắn không cần thiết không nên ra khỏi thôn nhi bất luận kẻ nào người ngoài đều không cần đưa vào phượng hoàng thôn. Tần tiêm ngưng cùng từ phụ hai người thật sự là mệt không được, nói một hồi liền ở trên xe ngựa ngủ, chờ xe ngựa lần nữa đột nhiên dừng lại thời điểm, hai nàng đều coi là đến nữa nha, trước lái xe liền liền phải đi xuống dưới, không nghĩ tới là lại bị người ngăn lại, lần này cản xe ngựa người, chính là Đào Dũng, Đào Dũng suy yếu che ngực, trông thấy từ phụ mười phần ngạc nhiên tiến lên hai bước, tần phu nhân, ngươi trở về, thật là quá tốt, ta muốn tới đây nhìn xem ngươi, nhưng bị bọn hắn ngăn ở thôn cổng ta còn tưởng rằng ngươi là đã xảy ra chuyện gì sao đâu nhìn thấy ngươi không có việc gì thật quá tốt nữ nhi của ta nói chuyện chẳng qua đầu óc ở đây ta thay ta nữ nhi xin lỗi thật phi thường ngượng ngùng hảo tâm của ta cử chỉ đối tần phu nhân mang đến khốn nhiễu lớn như vậy ta thật không phải là đối ngươi có ý đồ ta chỉ là không đành lòng nhìn mỹ nhân thụ thương mà thôi nói xong còn cầm khăn tay che miệng ho hai tiếng chờ hắn lại đem khăn tay lấy ra thời điểm phía trên thình lình xuất hiện một vòng vết máu có chút hốt hoảng đem thụ sợ thu hồi trong ngực giống như là sợ bị từ phù trông thấy đồng dạng làm xong những cái này lại ra vẻ ngượng ngùng nhìn xem từ phù thật sự là thật có lỗi để ngài chê cười thân thể của ta đã khôi phục được rất tốt ngươi rất không cần phải để ở trong lòng thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy như thế có thế diễn kịch nam tử không đi nam khúc ban tử hát khí khúc thật đúng là ổn công cái này nếu là đụng tới không biết nội tình lại mềm lòng Vậy còn không phải lập tức cho hắn mời đến trong nhà, đối ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nó thiên ân vạn tạ, một tới hai đi, có lẽ liền thật sinh tình cảm, nhưng bọn hắn không có sớm điều tra qua sao? Mẹ nàng là có tướng công, Từ Phù trông thấy cái này người liền cảm giác buồn nôn, thế mà đem bàn tính đánh vào phụ nữ có chồng trên thân. Chương 248: Từ Phù cầm dao phay chém người, mà lại nàng nam nhân vẫn là đi bảo vệ quốc gia, cái này tại hiện đại ta cũng coi là câu dẫn quân tẩu đi nhưng chính là dạng này người, thế mà còn có thể làm huyện lệnh, thật là đáng chết, từ phù mặt thật là đen như đáy nồi, đào huyện lệnh. Ta khuyên ngươi vẫn là tự trọng chút, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tính toán điều gì, nếu ngươi lại không nghe khuyên, ta liền phải động thủ, đào dũng không nghĩ tới cái này chiêu thế mà không dùng được, trong lòng thầm mắng mình cái kia ngốc nữ nhi, cũng không biết là thế nào đắc tội từ phù, nhưng hắn là sẽ không bỏ rơi, hắn suy yếu cười cười, tần phu nhân, Ngươi thật sự là hiểu lầm ta, ta nào có cái gì bàn tính. Hôm nay mới là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó? Ta thật chỉ là đơn thuần muốn cứu ngươi." Từ phụ đứng dậy lưu loát nhảy xuống xe ngựa, phía sau nàng lấy ra một cái dao phay, thẳng tắp liền hướng về phía Đào Dũng đi tới, "Liền ngươi dạng này, còn muốn cứu lão nương, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm tránh thoát đi. Về phần đem ta cái này tay trầy ra sao? Lão nương hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút." Ta cái này 2-3 năm võ công không phải luyện không? M. 33 của sờ M. Nói xong đối Đào Dũng bề ngoài đi lên liền một đao. Đào Dũng cũng có chút công phu nội tình. Mặc dù có chút kinh hoảng, nhưng vẫn là muốn dùng vũ lực chinh phục từ phù. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, từ phù là thật biết võ, mà lại so hắn còn tốt. Bởi vì từ phù so hắn tuổi trẻ, cho nên cũng càng thêm linh mẫn. Hai người không có qua mấy chiêu, hắn liền bị từ phù giao phay chặt vừa vặn. Từ phụ trước đó tại Phan Gia chặt tiểu tam nhi thời điểm, liền rất hối hận mình giao phay không có mài đến đặc biệt sắc bén, cho nên từ khi ngày đó trở về, nàng lại luôn là yêu mài giao phay. Hôm nay cũng coi là rốt cục có đất dụng vỏ, một đao chém vào đào dũng nâng lên ngăn cản trên cánh tay, tại chỗ liền gặp xương, cái này cho đào dũng đau, ngao ngao gọi, sau lưng thị vệ thấy thế không tốt, cùng nhau tiến lên, thanh phong, hàng mai nhanh chóng cùng đối phương giao thủ, chỗ này cách phượng hoàn thành rất gần, cho nên cổng hộ vệ thấy tình cảnh này cũng nhao nhao chạy tới. Thế là Đào Dũng mang tới đám kia thị vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình huyện lệnh, bị một nữ tử đuổi theo chặt, cuối cùng vẫn là từ phù mệt mỏi mới coi như thôi. Từ phù mặt xuất khí, cầm dao phay chỉ vào Đào Dũng, ta cho ngươi biết, đừng để ta gặp lại ngươi, liền ngươi cái này hư cái này không được bộ dáng còn cứu ta. Lão nương có tướng công, ta tướng công là trên đời này đỉnh đỉnh tốt nam tử, hắn bây giờ đang ở biên cảnh, bảo vệ quốc gia như chờ hắn trở về. Nhìn hắn không chém chết ngươi, muốn đánh lão nương chủ ý, kiếp sau đi, đào dũng mặt đỏ bừng, một là bởi vì đau, hai là bị xấu hổ, hắn hung tợn nói nghiêm túc, được, ngươi cho lão tử chờ lấy, ngươi một cái nho nhỏ bình dân bách tính, lại dám công nhiên chặt tổn thương mệnh quan triều đình, ta nếu không đem ngươi đưa vào đại lao, ta liền không họ đào, từ phù bóp lấy eo cười to, đi nha, ta liền nhìn cuối cùng là ngươi chết vẫn là ta sống liền ngươi dạng này còn hướng đình mệnh quan, thật sự là phụng thiên sĩ nhục, đào dũng đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng có điều, tức giận đến không được, chỉ có thể phất tay áo đi, tần tim ngưng mau tới trước nâng từ phù, cho nàng giơ ngón tay cái, mẹ, ngươi vừa mới thật sự là tư thế hiên ngang, chúng ta chi mẫu mực nha, ngươi xem một chút phía sau ngươi một đám nhỏ mê muội đâu, từ phù vừa quay đầu, đã nhìn thấy phía sau nàng, vốn hẳn nên tại học đường trên mặt đất khóa chúng tiểu cô nương tất cả đều chạy ra hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem từ phù, gặp nàng nhìn qua, các nàng cao giọng la lên, tần phu nhân. Thật là lợi hại, chúng ta cũng phải hướng ngươi học tập, hẳn là chém chết cái kia không muốn mặt, liền hắn vẫn là huyện lệnh đâu, cùng chúng ta thôn trưởng đồng dạng không muốn mặt, ta về sau cũng phải tùy thân đừng một cái dao phay, như thế thực sự là quá đẹp trai, từ phù cảm giác mình giống như đem đám này tiểu cô nương mang lệch, tần tiêm ngưng nhìn ra từ phù ý nghĩ, cười ha ha, các ngươi nhanh đừng bảo là. Mẹ ta đều không có ý tứ, mặc dù loại hành vi này hả giận, nhưng ở các ngươi tận lực không muốn học nha." Đám kia tiểu cô nương cười ngoan ngoãn gật đầu, "Chúng ta biết đến." Như tùy tiện nếm thử, chính là không biết tự lượng sức mình, vẫn là muốn tự thân cường đại mới được." Tần Tim Ngưng đối với các nàng giác ngộ là cảm thấy hết sức hài lòng, cũng coi là không có phí công học, xét thấy các ngươi biểu hiện hôm nay, ban đêm thêm đồ ăn, chúng tiểu cô nương sau khi nghe được một trận reo hò, chờ tần tiêm ngưng bọn người ăn xong cơm tối, ra ngoài tìm hiểu tin tức Thanh Phong mới trở về. Tuệ nương vội vàng từ phòng bếp mang sang còn bốc hơi nóng đồ ăn. Thanh Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trên bàn bắt đầu ăn. Hắn nhưng là đói chết, chờ hắn ăn lưỡng dạ mới mở miệng. Cái kia đào huyện lệnh đi phủ nha tố cáo, nhưng vừa đến phủ cửa nha môn, liền bị người bắt đi vào. Từ phù hết sức kinh ngạc, cái gì? Bị bắt đi vào, trịnh bắt mặc dù cùng nhà ta quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng như thế làm việc sợ là không ổn thanh phong lại đào hai ngụm cơm sau đó lắc đầu phu nhân không phải trịnh đại nhân là mới tới một cái thông phán nói đào dũng dùng ám khí tổn thương hắn bảo mã khiến ngựa của hắn tại đường cái chính giữa nổi điên sau đó lại cố ý bị đá tổn thương đưa đi y quán về sau khuếch đại thương thế trước trước sau sau lừa bịp hắn ngàn lượng bạc từ phù hết sức kinh ngạc nguyên lai like ngày đó trong xe ngồi là mới tới thông phán tần tim ngưng nhíu nhíu mày mới tới thông phán chính là ngày đó bồi ngươi một trăm lượng bạc cái kia từ phù nhẹ gật đầu đúng chẳng qua hắn vẫn luôn trong xe không có xuống tới qua làm cho thập phần thần bí tần tim ngưng nhìn về phía cố gắng cơm khô thanh phong hắn cái gì lai lịch là bên nào nhi người thanh phong miệng bên trong mơ hồ không rõ mà nói không rõ lắm chính là rất thần bí liền trịnh đại nhân đều chưa từng gặp qua hắn chẳng qua hẳn là kinh đô con em thế gia dù sao là rất có tiền. Tần tiêm ngưng cảm giác trong lòng hoang mang rối loạn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là để thủ vệ người tăng cường cảnh giới. Từ khi đào dũng bị bắt vào đi về sau, từ phù ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì không có người cuốn lấy nàng. Nhưng từ nhị an liền không có vận tốt như vậy, vừa dưỡng tốt thân thể, chuẩn bị đi trong tiệm nhìn xem, không nghĩ tới liền bị lâm huyên cuốn lên. Không phải để từ nhị an mau cứu nàng, thành toàn nàng cùng phan lan tình cảm làm cho hắn thật là phiền phức vô cùng cái kia họ phan công tử cũng là tổng đến tìm hắn mặc dù không nói gì kỳ quái lời nói nhưng cũng có giao hảo ý tứ từ nhị sao biết đạo bọn hắn ý không ở trong lời thế là liền đem chuyện này cùng tần tiêm ngưng nói tần tiêm ngưng để hắn không cần để ý mình sẽ xử lý nàng vốn định thật tốt tìm hai người này đàm một chút không nghĩ tới ngày thứ hai hai người này liền sớm xuất hiện tại phượng hoàng thôn cổng cái kia họ phan công tử đứng tại cổng hô to tần cô nương. Cứu mạng nha. Ta tứ cô xảy ra chuyện, chương 249, ăn giấm nghiêm quân dương, tần tim ngưng nghĩ nghĩ hắn tứ cô, đó không phải là phan tứ nương sao, phan tứ nương xác thực rất lâu không đến, thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? 33 của Sờ M, mặc dù nàng có chút không tin, nhưng vẫn là ra ngoài, ở trước mặt hỏi cái này công tử nhà họ Phan, người nói tứ cô, là Phan tứ nương sao, khi công tử nhà họ phan vội vàng nhẹ gật đầu đúng nha chính là phan tứ nương ta tên là phan hạo là phan tứ nương biểu thúc nhà nhị phòng trưởng tử khả năng ngươi nghe nói qua phan gia sự tình nhưng chúng ta cái này một chi thuộc về phan gia bàn chi tuyệt đối không có lẫn vào bọn hắn trong tộc sự tình cho nên ngài cứ yên tâm đi ta là tuyệt đối không có ác ý tần tim ngưng cao mày nhẹ gật đầu vậy ngươi nói đi đã xảy ra chuyện gì sao vì cái gì nàng không tự mình tới nói cho ta là ủy thác ngươi đến nói với ta vẫn là ngươi tự tác chủ trương tới phan hạo thở dài thực không dám giấu dếm đây là ta tự tác chủ trương tới như tứ cô biết chắc chắn đánh gãy chân của ta nàng không muốn phiền phức tần cô nương nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn nàng chịu khổ chính là trần hằng phụ mẫu tới trần hằng phụ mẫu tại lâm thành dựa vào làm ruộng mà sống con của hắn trần hằng ở rễ đến phan gia Ta tứ cô là cho qua ở rễ lễ, đây chính là một số tiền lớn, đủ bọn hắn ba đời không lo ăn uống, hơn nữa còn đem bọn hắn nhi tử hộ tịch dời đến Phan gia hộ tịch lên. Lúc này Trần Hằng chết rồi, bọn hắn đạt được tin tức liền chạy tới, mỗi ngày tại Phan gia cổng vừa khóc vừa gào. Ta tứ cô sợ mất mặt, cũng thực sự bị náo không có biện pháp, chỉ có thể đem bọn hắn mời đi vào, bọn hắn ỷ vào mình là trưởng bối, tại Phan phủ vô pháp vô thiên tần tiêm ngưng có chút không hiểu cái này có cái gì sợ mất mặt trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài liền tốt rồi đây coi là cái gì cứu mạng sự tình ngươi sợ không phải đang cùng ta nói đùa phan hạo vội vàng khoác tay tần cô nương ngươi hiểu lầm thực sự là phan gia tộc lão cảm giác bắt đến ta tứ cô tay cầm bây giờ chính phối hợp với trần hằng cha mẹ phan gia náo dù sao đều là trưởng bối cho nên ta tứ cô chỉ có thể nén giận tần tiêm ngưng có chút im lặng như phan hạo nói là thật khi phan tứ nương đạo đức quan niệm có chút quá mạnh cái gì gọi là bởi vì bọn họ là trưởng bối cho nên cũng chỉ có thể nén giận nàng thật là quá ghét cậy già lên mặt người nhưng đây là phan gia việt nhà nàng không tốt lẫn vào lúc này vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài nghi nghiêm quân dương trông thấy mình tiêm ngưng muội muội vừa sáng sớm cùng một cái nam tử tại cửa thôn nói chuyện nghiêm quân dương nhìn xem hai người bọn họ hết sức quen thuộc dáng vẻ có chút không phải rất vui vẻ thế là bước nhanh đi lên trước kéo tầng tim ngưng tay, hết sức quan tâm hỏi, tim ngưng muội muội, ngươi sáng sớm dậy tại sao không có nhiều xuyên một chút, buổi sáng gió, vẫn có chút lạnh, tầng tim ngưng bị trên tay xảy ra bất ngờ xúc cảm, giật nảy mình, hơi kém bật lên đến, đi lên liền cho hắn một quyền, còn tốt nghiêm quân dương kịp thời nói chuyện, mới tránh bị đánh vận mệnh, tầng tim ngưng cảm giác hôm nay nghiêm quân dương có chút kỳ quái, cái này đều nhanh muốn tới mùa hè, ta cũng không có cảm giác đến lạnh nha, ngươi nếu là cảm giác lạnh, liền trở về nhiều xuyên một chút, chẳng qua ta giống như rất lâu không thấy ngươi, ngươi gần đây bận việc cái gì, được rồi, vẫn là không muốn nói với ta, ta cái này còn có chuyện, ngươi liền đi trước đi, nghiêm quân dương có chút ủy khuất nhìn về phía tầng tim ngưng, ngươi lâu như vậy không thấy ta, đều không nhớ ta sao, ngươi có chuyện gì, Sao nói chuyện với ta còn trọng yếu hơn, tầng tim ngưng nhìn xem nghiêm quân dương xinh đẹp mặt, nhón chân lên, sờ sờ trán của hắn, sau đó lại sờ sờ trán của mình có chút bồn chồn, ngươi hôm nay cũng không cách nào nhiệt độ cao nha. Ở chỗ này nói cái gì mê sản đâu, nghiêm quân dương thấy tần tim ngưng cái dạng này, có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, còn muốn ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía nam tử đối diện, tim ngưng muội muội. Vị công tử này là ai vậy, là ngươi mới quen bằng hữu sao, không cho ta giới thiệu một chút, tần tim ngưng lúc này mới lại nghĩ tới đến đối diện phan hạo. Vội vàng nói, hắn không phải bằng hữu của ta, Hắn là Phan Tứ Nương chất tử, chính là bàn chi cái chủng loại kia, hắn vừa mới nói với ta Phan Tứ Nương bị làm khó, để ta đi cứu cứu nàng, nhưng ta cảm giác đây là Phan gia sự tình, ta đi không tốt lắm, chẳng qua Phan Tứ Nương xác thực quá đáng thương. Nghiêm Quân Dương nghe thấy tần tim ngưng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lưng và thắt lưng đều giữa bất tri bất giác thẳng tắp, ngay từ đầu là địch ý, hiện tại lại là khoe khoang cảm giác, làm cho Phan Hạo không hiểu ra sao. Nghiêm Quân Dương cảm thấy biến hóa của mình trong lòng không hiểu cảm thấy buồn cười, mình vậy mà lại đối cứng gặp mặt một lần nam tử sinh ra địch ý, hắn vội vàng điều chỉnh tâm tính, bắt đầu vì tầng tim ngưng nghĩ kế, ta cảm thấy ngươi đại khái có thể mượn tới cửa bái phỏng danh nghĩa, đi xem một chút phan tứ nương đến tột cùng trôi qua thế nào, cũng không thể chỉ nghe hắn lời nói của một bên, liền tới nhà nhi kêu đánh kêu giết, nếu nàng thật có khó xử, lấy các ngươi quan hệ hẳn là sẽ nói với ngươi, chẳng qua lúc này, cũng không thể giống lần trước đồng dạng lỗ mãng muốn dẫn đủ nhân thủ, bằng không ta cũng không thể cam đoan, ta mỗi lần đều sẽ kịp thời nhận được tin tức, sau đó để quý thúc hoặc là ta đi cứu ngươi. Tần tim ngưng lúc này mới nhớ tới, lần trước sông lâm phủ thời điểm, cánh tay của mình còn bị chặt tổn thương, còn tốt có không gian bên trong thuốc, cho nên nàng vết thương mới không có nhiễm trùng sinh mũ. Ngày đó nhờ có quý thúc, bằng không nàng liền thật bàn giao ở nơi nào, nàng trở tay nắm chặt nghiêm quân dương tay, một mặt nịnh hót cười trên dưới lắc lắc, quân dương ca ta thật sự là rất cảm tạ ngươi lại nhiều lần cứu ta tại nguy nan ngươi chính là tái sinh phụ mẫu của ta chờ ngươi ngày sau cưới vợ ta định cho ngươi đưa một món lễ lớn ngươi yên tâm chị dâu ta cũng sẽ giúp ngươi quan tâm nghiêm quân dương nhìn xem tầng tim ngưng bá bá miệng nhỏ vội vàng rút ra một cái tay che đi lên ngươi nhanh đừng bảo là ai muốn làm ngươi tái sinh phụ mẫu ta ta cảm giác cũng không tiếp tục muốn cứu ngươi ta còn có chuyện đi trước, ngươi nhanh làm quyết định đi, tần tim ngưng hai cái tay nhỏ, bị nghiêm quân dương một cái đại thủ cầm thật chặt, nàng ô ô ô mà tỏ vẻ kháng nghị, nghiêm quân dương cảm thụ được tay mềm mại quy đạn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được nhéo nhéo, mắt thấy tần tim ngưng liền phải bảo nổi, hắn vội vàng thu tay lại, nhấc lên kinh công chạy, tần tim ngưng cảm thụ được trên mặt nóng bỏng, hầm hừ ở phía sau rống, nghiêm quân dương. Ngươi chờ đó cho ta, có năng lực ngươi vĩnh viễn đừng trở về lại dám bóp mặt ta, ngươi thật sự là lật trời, liền ngươi dạng này. Kiếp sau cũng không lấy được nàng dâu, nghiêm quân dương nghe thấy câu nói sau cùng, thân hình rõ ràng nhoáng một cái, hơi kém đau chân, treo đến tầng tim ngưng ở phía sau cười ha ha, chờ lấy cười đùa xong, nàng liền về nhà tìm từ phụ đem chuyện này nói, hai người quyết định hôm nay đi bái phỏng một chút, chương 250, bái phỏng phan tứ nương, chờ lấy tầng tim ngưng cùng từ phụ ngồi lên xe ngựa quay người hỏi phan hạo hai người muốn hay không cùng một chỗ đi cùng phan hạo lắc đầu ta vẫn là không đi tứ cô đối với người nhà họ phan đều tương đối phản cảm ta chỉ là có chút lo lắng nàng cũng không muốn đi qua chọc giận nàng phiền chán tần tim ngưng nhìn xem phía dưới một mặt thành thẩn phan hạo nhẹ gật đầu vậy được rồi ta sẽ thay ngươi cùng phan tứ nương nói tốt phan hạo muốn chính là câu nói này hắn mười phần ngượng ngùng cười cười ta chỉ hy vọng tứ cô tốt nếu ta có thể đến giúp nàng là phúc phần của ta, chẳng qua như tần tiểu thư nguyện ý giúp ta nói hai câu lời hữu ích, kia không thể tốt hơn, tần tim ngưng nhẹ gật đầu, mang theo thanh phong, tể nguyệt, hàng mai, mưa phùng đi, phía sau xe còn cùng tám tên hộ vệ, cũng coi là mênh mông cuồn cuộn lập tức rất nhanh liền đến phan phủ trước cửa, cổng người vừa thấy được tần tim ngưng cùng từ phù, liền mười phần nhiệt tình tiến lên đón, tần tiểu thư tần phu nhân từ lần trước từ biệt, các ngươi tốt lâu đều chưa từng có đến rồi. Tiểu thư của chúng ta đối các ngươi rất là tưởng niệm, Tần Tim Ngưng nhìn một chút gã sai vặt này, nhận ra hắn là ngày đó, đưa nàng hai nhận thành Liễu lan Nghi gã sai vặt kia, hắn nhớ kỹ cái kia ngây thơ là mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, hôm nay trông thấy các nàng, ngược lại là giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhiệt tình, Tần Tim Ngưng đi thẳng vào vấn đề đạo, hôm nay có cái gọi Phan Hạo người tới cửa tìm ta, nói Trần Hằng phụ mẫu tới, tại Phan phủ huyên náo không được muốn để chúng ta tới xem một chút, đã chúng ta đều đã biết, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không tốt tự tiện nhúng tay Phan Tứ Nương việc nhà, cho nên liền đến đây bái phỏng, khi gã sai vặt từ nhỏ liền đi theo Phan Tứ Nương bên người, cũng thuộc về tâm phúc của nàng, bằng không cũng không thể bây giờ còn xưng Phan Tứ Nương vì tiểu thư, gã sai vặt vừa nghe thấy lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẫn cho là tiểu thư nhà mình rời xa Trần Hằng, lần trước rốt cục thoát ly khổ hải không nghĩ tới lại bị trần hằng phụ mẫu tìm tới cửa nhi đến rồi còn có phan gia tộc lão ở trong đó ba phải thật sự là càng nghĩ càng giận không trải qua về hắn đã kiến thức đến tần tiêm ngưng cùng từ phù lợi hại cho nên hết sức yên tâm đem sự tình đại khái cùng tần tiêm ngưng hai người nói một lần về sau mới lĩnh hai người đi vào đi vào chỉ nghe thấy bên trong tiếng khóc trống ta không sống nhi tử chết được thật không minh bạch con dâu còn không hiếu thuận liền để ta chết đi coi như xong phan tứ nương thanh âm có chút bất đắc dĩ là con của ngươi trước có lỗi với ta ta đã đem hắn đừng cho nên ta cũng không phải con dâu của ngươi khi một vạn lượng bạc ta là sẽ không cho ngươi ngươi như còn như vậy vậy ta liền để người đem ngươi ném ra người ở bên trong tiếp tục khóc nháo ngươi một nữ tử sao có thể đừng nhi tử ta cần nghĩ cũng là nhi tử ta đừng ngươi huống hồ nhiều năm như vậy ngươi đều không cho trần hằng sinh hạ một nhi nửa nữ, nữ. nữ hắn ra ngoài tìm nữ nhân làm sao rồi Chẳng lẽ còn muốn ở nhà trông coi ngươi cái này, không phải để trứng gà mái, ngươi hôm nay nếu là dám kéo ra ngoài cho ta, ta lập tức liền đi quan phủ cáo ngươi, ta nhìn các ngươi Phan gia còn biết xấu hổ hay không?" Tần Tim Ngưng cùng Từ Phù hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vừa tới liền gặp một màn này, các nàng xem thấy bên cạnh Phan phủ hộ vệ, một mặt cầu xin ánh mắt. "Đây thật là mặc kệ cũng không được, bên trong đã cầm cự được." Tần Tim Ngưng cùng Từ Phù chỉnh sửa lại một chút biểu lộ, cười đi vào. Trong phòng, Phan Tứ Nương nói tại chủ vị, trên mặt đất ngồi một cái lão phụ nhân, đứng bên cạnh một cái lão đầu tử, từ phù hai người phản phất không có nhìn thấy bên trên khóc lóc ông sòm lão phụ nhân, vòng qua nàng đi hướng Phan Tứ Nương, Phan Tứ Nương. Nhà các ngươi đây là từ chỗ nào mời tới lão nô? Làm sao vô lý như thế, thật xa chỉ nghe thấy nàng tiếng khóc trống, vì cái gì còn không loạn côn đánh đi ra, Phan Tứ Nương gặp một lần tầng tiêm ngưng cùng từ phù, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên lại có một loại đến cứu binh cảm giác như trút được gánh nặng nàng đi lên phía trước nắm chặt từ phù hai tay hai người các ngươi làm sao có rảnh tới ta nghe nói các ngươi gần đây bận việc vô cùng từ phù về nắm chặt phan tứ nương tay mặt mỉm cười mà nói chúng ta đi chu phu nhân phủ thượng dự tiệc không có nhìn thấy ngươi liền nghĩ lấy tới xem một chút phan tứ nương vừa định lại nói cái gì trần hằng mẫu thân của nàng liền tiếp tục khóc náo chửi rủa thật sự là lòng muôn dạ thú nha đã cứ như vậy nhìn xem mình bà mẫu bị mắng, còn muốn đem ta đánh đi ra, ngươi tính cái rễ hành nào a? À? Ngươi cái không muốn mặc tiện nhân, đây là nhà ta. Cái này tất cả mọi thứ đều là ta, chỗ nào đến tiện nhân. Cút nhanh lên, Tần Tim ngưng ra vẻ kinh ngạc che miệng, trời ạ. À, làm sao lại có như thế thô tục người, ta nhớ được ngươi không có bà mẫu nha, đây là nơi nào đến lừa đảo. 33 của sờ m nàng chứng minh như thế nào nàng là ngươi bà mẫu câu nói này một chút liền cho phan tứ nương điển tỉnh đúng thế trần hằng hộ tịch đã từ trần gia dời đến phan gia mà nàng đem trần hằng sau khi chết nàng không chỉ có đem trần hằng hộ tịch tiêu cũng đem hắn trước đó tại phan gia hết thảy đều xóa đi các nàng lại có chứng cớ gì nghĩ được như vậy nàng cười ha ha cười đến trần hằng phụ mẫu bắt đầu run rẩy ngươi cái tiểu tiện nhân ngươi cười cái gì cười còn muốn giựt nợ sao các ngươi phan gia tộc lão nói bọn hắn có thể cho ta làm chứng ta khuyên ngươi mau đem ta muốn bạc cho ta bằng không ta coi như đi quan phủ cáo ngươi đi ngươi phải biết đối phụ mẫu bất hiếu cũng là muốn đại lao phan tứ nương không để ý tới nàng đối bên ngoài phân phó người tới đâu đem bọn hắn ném ra cũng không biết chỗ nào đến tên ăn mày tới giả mạo ta bà mẫu lâm châu phủ ai không biết ta phan tứ nương căn bản liền không có tướng công trần hằng phụ mẫu nghe xong đây là tới thật lập tức có chút hoảng trần hồng phụ thân giận dữ mắng mỏ ngươi cái bất hiếu đồ vật chúng ta trần gia cưới ngươi thật sự là số đen tám kiếp không thể cho chúng ta trần gia nối dõi tông đường thì thôi còn chiếm lấy chúng ta trần gia tài sản các ngươi nếu là dám đụng đến ta ta liền xem như liều ta đầu này mạng già cũng muốn đi trong kinh cáo ngự trạng đi nhấc lên đi trong kinh cáo ngự trạng tần tim ngưng đột nhiên nhớ tới lão hoàng đế một mực nói lấy hiếu trị thiên hạ kết quả hắn nhi tử một cái sau một cái phản nghịch hận không thể hắn cái này lão cha sớm một chút chết cũng trách buồn cười nàng nhìn về phía trần phụ trần mẫu quay người nhìn xem một bên thanh phong tể nguyệt các ngươi có nhớ hay không chúng ta tại thôn nhi bên trong là thế nào đối đãi tần lão ngũ bọn hắn thanh phong tể nguyệt lập tức nhớ tới trước đó trong thôn trị tần gia đám kia cực phẩm thân thích thủ đoạn mấu chốt nhất chính là mặt ngoài không có vết thương còn để hắn đau đến không muốn sống thủ pháp. Hai người nhẹ gật đầu, đi theo phan gia hộ vệ, vừa lôi vừa kéo địa, đem trần phụ trần mẫu cho túng ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến như mổ heo tiếng gào thét, chương 251, không phải vì quyền chính là vì tiền. Phan Tứ Nương có chút lo âu nhìn về phía từ phù. Từ phù vỗ nhẹ nàng tay. Ngươi yên tâm đi, bọn hắn có chừng mực. Ngươi nói ngươi cũng là, làm sao liền để hai cái này lão già cho nắm rồi. Xưa nay không phải rất thông minh sao? Tần tiêm ngưng cười nhìn về phía Phan Tứ Nương. Ta nhìn Phan Tứ Di chính là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Bình thường ngược lại là sát phạt quả đoán, nhưng vừa gặp những cảm tình này vấn đề liền hồ đồ cực kỳ. Phan Tứ Nương bị nói đến có chút xấu hổ. Hai người nhanh không muốn dễu cực ta. Ta cái này thật thật liền cái tiểu hài nhi cũng không bằng lại nói hai người các ngươi là thế nào biết đến hẳn là có người nói cho các ngươi biết a à. tần tim ngưng nhẹ gật đầu phan tứ di vẫn là thật thông minh là một cái gọi phan hạo người mới vừa buổi sáng tới nói cho chúng ta biết hắn nói ngươi là hắn tứ cô phan tứ nương nghe thấy người này tên có chút mộng ta làm sao không nhớ rõ phan gia có như thế người hắn là thế nào nhận biết ngươi sẽ không là cố ý tiếp cận a tần tim ngưng nhíu nhíu mày trước đó chuyện của lâm gia ngươi không có nghe nói sao chính là lâm gia sự kiện kia nhi về sau hắn mới xuất hiện ta cảm giác hắn nhất định là có mục đích mục đích hẳn là ngươi ngươi có rảnh có thể đem hắn kêu đến tóm lại không phải vì quyền chính là vì tiền phan tứ nương nghe thấy lời này nước mắt lướt qua một tia bi thương 33 của Sờ M. Đúng nha, không phải vì quyền chính là vì tiền. Cái này lớn như vậy Phan Phủ, thế mà không ai là thật tâm đợi ta. Tần tim ngưng vội vàng phản bác. Cái này lớn như vậy tham nhũng, trừ người nhà họ Phan không chân tâm đợi ngươi, người còn lại đều rất lo lắng ngươi. Cũng tỉ như cổng gã sai vặt, ngoài cửa thị vệ. Ngươi là không biết vừa mới ngươi bị bắt nạt thời điểm, ánh mắt của bọn hắn là đến cỡ nào phẫn nộ hận không thể lập tức xông tới cho cái này hai lão già ăn sống nuốt tươi mà lại không biết ngươi có phát hiện hay không bọn hắn đều gọi ngươi tiểu thư trong mắt bọn hắn ngươi vĩnh viễn là phan gia tứ tiểu thư phan tứ nương hốc mắt xoát một cái liền đỏ lên đúng nha dù cho những người khác xưng hô ta là phu nhân thời điểm bọn hắn cũng vẫn là gọi ta tiểu thư suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn cũng coi là nhìn ta lớn lên từ phù từ trong ngực cầm ra khăn đưa cho phan tứ nương đúng nha cho nên ngươi không muốn lại vì những cái kia buồn cười thân tình mà cảm thấy khó chịu trên thế giới này cùng ngươi có quan hệ máu mủ người không nhất định yêu ngươi nhưng cùng ngươi không có quan hệ máu mủ người cũng không nhất định không bảo vệ ngươi ta biết ngươi những năm này trôi qua rất khổ cho nên những trưởng bối này vừa đến tìm ngươi, ngươi liền hoảng trận cướp, không có biện pháp. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút Phan Phủ nhìn xem ngươi lớn lên người. Ngươi liền sẽ phát hiện những cái được gọi là thân nhân cũng chỉ như thế. Phan Tứ Nương tiếp nhận từ phụ đưa tới khăn tay, xoa xoa khóe mắt. Thật là, không biết làm sao cảm tạ hai ngươi. Cái này hai lần để các ngươi chê cười. Về sau sẽ không, yên tâm đi ta còn có nhiều con trai như vậy nữ nhi muốn nuôi ta sẽ tỉnh lại từ phù cùng tần tiêm ngưng cũng không phải là cái gì thích xen vào chuyện của người khác như người chính là thực sự đau lòng phan tứ nương bởi vì từ nhỏ mất đi cha mẹ người thân cho nên chỉ cần có người đối nàng tốt nàng tựa như ngâm nước người rốt cục bắt đến một cọng cỏ nhưng đạt được chỉ có phản bội phan tứ nương chậm chậm tâm tình của mình sau đó liền mời Tần Tiêm Ngưng cùng Từ Phù trong nhà cơm. Ăn cơm xong ba người lại đi dục anh đường dạo qua một vòng nhi. Chờ trở lại trong nhà, trời đã triệt để đen lại. Tần Tiêm Ngưng mười phần mệt mỏi nằm tại trên giường. Tần Hoài Tự cùng Tần Dư An ngồi xếp bằng tại Tần Tiêm Ngưng hai bên. Tần Hoài Tự cho muội muội bóp cánh tay. Tần Dư An cho muội muội đấm chân. Thanh Phong đứng tại giường trước. Cho Tần Tiêm Ngưng theo đầu từ phù nhìn xem như thế sẽ hưởng thụ nữ nhi quay người vào nhà đem khóa cửa bên trên tiến không gian tìm tần dũng minh đi tần hoài tự đau lòng nhìn xem nhà mình muội muội nhà chúng ta hiện tại cũng coi như giàu có muội muội ngươi không cần như thế liều ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn mệt mỏi như vậy xấu cũng không tốt tần tim ngưng thở dài đầu tiên nhà ta nhìn xem coi như quang vinh xinh đẹp nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu người đem chúng ta để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ, chúng ta chẳng qua là một đám tôm tép nhảy nhép thôi. Ở niên đại này, coi như ngươi có tiền nữa, chỉ cần ngươi không có quyền. Tiền đều không gánh nổi. Ngươi nhìn lâm gia. Vì cái gì có thế kiêu căng như thế, còn không phải có kinh đô lâm gia, hoàng tử chờ làm chỗ dựa. Coi như thế, bọn hắn còn muốn lấy đem mình nữ nhi gả cho trịnh bắc vương đồng tri trương thông phán trong nhà cũng đều có lâm gia nữ nhi ngươi nhìn nhìn lại chu phu nhân lúc này nàng trên yến tiệc mời rất nhiều quan gia phu nhân bên trong liền có vương đồng tri phu nhân dù cho vương phu nhân lại thế nào cho chu phu nhân khó xử nàng đều muốn chịu đựng dù cho chúng ta cùng trịnh bắt giao tình không ít trong tay còn có vương đồng tri tay cầm bọn hắn cũng không có đem chúng ta để vào mắt chẳng qua là bởi vì vương phu nhân tại kinh đô phụ thân thôi cho nên chúng ta như nghĩ một mực an ổn sinh hoạt liền nhất định phải làm bản thân lớn mạnh đại ca ngươi khoa cử cần phải cố gắng nha tần hoài tự nghe thấy muội muội lời nói một trận đỏ mặt xác thực chỉ có tiền không có quyền tại trong mắt người khác chính là cái đồ chơi trách không được muội muội muốn cho từ gia cầu một cái chức quan bây giờ còn muốn mỗi ngày mọi việc đều thuận lợi loay hoay giống một cái nhỏ ông mật đồng dạng tần hoài tự mười phần nghiêm túc cam đoan ta nhất định cố gắng tần dư an cũng bảo đảm muội muội ngươi yên tâm đi ta cũng nhất định cố gắng ngày sau định là ngươi kiếm một cái cáo mệnh trở về tần tim ngưng mở to mắt nhìn xem tần dư an cười cười nhị ca ta không cầu ngươi cho ta kiếm cáo mệnh ta chỉ hy vọng ngươi không muốn lại vụn trộn ra ngoài đánh nhau ngươi như còn như vậy ta liền để người đem ngươi đưa đến phụ thân bên kia. Tần Dư An nghe xong, con mắt nháy mắt phát sáng lên. trời ạ, à, thật sao? ta rất muốn đi qua nhà. Nam Nhi tốt tự nhiên, tin trung báo quốc, trong rủi sa trường. nếu ta đi biên cảnh, định xông vào trước nhất tuyến, ra trận giết địch, không sợ hãi. liền xem như chiến tử sa trường, gia ngựa bọc thây, cũng coi là không uổng công tới này trong nhân thế đi như thế một lần tần tim ngưng nghe xong lời này tức giận đến ngồi dậy hung tận tại trên đầu của hắn gõ một cái ngươi cái này cái óc lý tưởng cái gì ta mệt gần chết tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống chính là vì cho ngươi đi chết liền ngươi dạng này mãn phu đi ngày đầu tiên liền một chút làm pháo hôi còn không bằng ta gọi ngay bây giờ chết ngươi được rồi nói xong liền bắt đầu động thủ Treo đến tầng dư an một bên chạy một bên tránh. Muội muội, Nhanh không nên đánh, ngươi khí lực lớn như vậy, ngươi đánh ta một chút, quá đau. Phụ thân đều đi, vì cái gì ta đi không được. Lại nói cái gì là pháo hôi. Chương 252, tặng đất. Tầng tim ngưng khí dỗ dành. Pháo hôi chính là đánh trận tới cái thứ nhất chết. Liền ta đánh ngươi hai lần, ngươi đều ngại đau còn muốn da ngựa bọc thay. Nằm mơ đi thôi ngươi. Tần Dư An bị đánh cho ai u ai u. Cuối cùng vẫn là Tần Hoài tự ngăn lại Tần Tiêm Ngưng. Tốt, tiểu muội, Mau trở lại, không cần quản hắn, đừng cho ngươi mệt chết. Tần Dư An cũng phụ họa. Là đâu, muội muội, ta cũng không tiếp tục nói. Ta cái này da dày thịt béo, đừng đem ngươi tiểu bàn tay cho đánh đau. Tần Tiêm Ngưng, ngươi cái kia mới là tiểu bàn tay đâu cả nhà ngươi đều là tiểu bàn tay vừa nói xong câu đó cổng liền truyền đến phốc tiếng cười tần gia huynh muội quay đầu nhìn lại thế mà là nghiêm quân dương đứng tại cổng len lén cười trong tay hắn còn cầm một cái giống như là ống tranh đồ vật tần tiêm ngưng cảm giác hắn là đang cười mình tiểu bàn tay nàng đi ra phía trước bóp lấy eo ngươi vừa mới là đang cười ta sao nghiêm quân dương thấy tần tiêm ngưng tức giận thịt mặt nhớ tới buổi sáng xúc cảm lại ngứa tay còn có kia ngậm giận tức giận đôi mắt có chút cong lên miệng nhỏ thật sự là càng xem càng thích càng xem càng đáng yêu hắn đưa trong tay ống tranh đưa cho tần tiêm ngưng ta không có cười ngươi ta tới là cho ngươi tặng đồ lần trước ta cho ngươi đưa trân châu ngươi cho ta một cái đáp lễ hiện tại cái kia đáp lễ làm tốt ngay lập tức liền đưa tới cho ngươi xem tần tiêm ngưng lúc này mới nhớ tới cái kia dùng cây trúc tạo giấy pháp thế mà thật tạo ra đến rồi nàng ngạc nhiên tiếp nhận nghiêm quân dương ống tranh sau đó đem tần hoài tự tần dư an thanh phong đều đuổi ra ngoài chỉ lưu nàng cùng nghiêm quân dương trong phòng thanh phong ba người như là lão phụ thân bình thường thập phần lo lắng tại cửa ra vào vỗ cửa phòng Nghiêm quân dương. Ngươi cho ta muội muội rót cái gì thuốc mê? Ngươi đi ra cho ta. Muội muội. Ngươi thế mà cổng ta có bí mật nhỏ, ta thật là quá thương tâm. Đúng nha. Có cái gì là chúng ta không thể nhìn? Nghiêm công tử. Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Ngươi phải chú ý thân phận của ngươi. Nghiêm quân dương nghe thấy lời này, có chút ủy khuất nhìn về phía tầng tim ngưng cặp kia xinh đẹp con mắt, phản phất đang nói, ngươi xem bọn hắn đều khi dễ. Tần tim ngưng bất đắc dĩ hô to. Các ngươi đều tẩy tẩy ngủ đi. Ta biết phân tất. Hai ta có sinh ý bên trên sự tình phải thương lượng. Phía ngoài ba người vẫn không thuận không buông tha, ghé vào cổng. Thật lâu không muốn rời đi. Tần tim ngưng có chút ngượng ngùng nhìn về phía nghiêm quân dương. Gần đây bọn hắn không biết thế nào, vừa nhìn thấy nghiêm quân dương tựa như giống như phòng tặc cái kia thực sự thật có lỗi bọn hắn cũng là lo lắng ta muội muội ngươi cùng hắn đạo cái gì xin lỗi hắn cái kia không muốn mặt. cho nên ta không biết hắn tính toán điều gì tần dư gắn ở bên ngoài rống to tần tim ngưng bất đắc dĩ mở cửa phòng một người thưởng một cái bạo lực ba người các ngươi đàng hoàng một chút cho ta bằng không ta liền thật đi cho quân dương ca làm muội muội tần hoài tự ba người nghe thấy lời này đều một bộ bị sét đánh biểu lộ tần tiêm ngưng cũng mặc kệ cứ như vậy đóng cửa lại trong phòng nghiêm quân dương nghe thấy lời này nội tâm thế mà không như trong tưởng tượng vui vẻ tần tiêm ngưng có chút kỳ quái mà nhìn xem thất lạc nghiêm quân dương nghĩ thầm chẳng lẽ là mình ca ca thái độ cho đứa nhỏ này làm bị thương tâm rồi nàng vội vàng an ủi anh ta bọn hắn chính là nói đùa nhi cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi khác nam tử cách ta gần lời nói bọn hắn cũng như thế ngươi không nên suy nghĩ nhiều anh ta bọn hắn vẫn là thích ngươi nghiêm quân dương cười cười tuấn mỹ thiếu niên cười lên trán váng tầng tim ngưng mắt nàng vội vàng chuyển di ánh mắt mở ra trong tay ống tranh lấy ra bên trong giấy bày ra trên bàn dùng tay tinh tế lục lọi trúc chế giấy nhỏ giọng hỏi, ngươi cái này chuẩn bị đặt ở chỗ nào bán nha? Không bằng ngươi cùng ta hợp tác đi, chúng ta cùng một chỗ mở cửa hàng. Nghiêm quân dương cười lắc đầu. Ta tổ mẫu lưu cho ta mấy cái cửa hàng, trong đó có một cái chính là cửa hàng sách tranh. Cho nên, không thể hợp tác với ngươi. Đây là nhóm đầu tiên ra tới, cho nên muốn cầm tới tặng cho ngươi. Tần tim ngưng nhìn xem hắn đắc ý nhỏ biểu lộ đừng mắt liếc hắn một cái, tốt lắm, chẳng lẽ ngươi hôm nay là đặc biệt tới khoe khoang? Ta còn tưởng rằng ngươi là tới tiền ta hợp tác đâu, thật sự là lãng phí ta tình cảm, bạch kích động. nghiêm quân dương cười sờ sờ đầu của nàng, tần tiêm ngưng thì tức giận đem đầu chuyển hướng một bên khác, hắn mười phần cưng chiều cười nhìn lấy nàng, tốt, ta biết gần đây lâm gia có chút nhầm vào các ngươi cái này hai ta ngược lại là có thể hợp tác một chút bọn hắn lâm gia chủ yếu sản nghiệp cũng chính là ăn dùng xuyên ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có năng lực tại cái này ba cái phương diện vượt qua bọn hắn cũng tỉ như ngươi chế tác kem đánh răng bàn chải đánh răng còn có ngươi trận kia nhi làm thịt nướng đều mười phần mới lạ ăn ngon ta nhìn ngươi có rất nhiều quần áo đều là ngươi góp ý kiến sau đó để Tuệ Nương cho ngươi đổi. Ta cảm giác so với bọn hắn bên ngoài bán cũng đẹp. Mà lại ngươi có thể cùng Chu phu nhân, Phan tứ nương hợp tác. Ngươi cố gắng một chút, có lẽ có thể vượt qua Chu gia đâu. Dù sao hiện tại Chu phu nhân cùng Phan tứ nương còn không có đạt thành hợp tác. 33 của sờ m. Ngươi cũng có thể ở giữa nhặt cái để lọt. Còn có chính là thư họa phương diện này ta tuyệt đối trong vòng hai tháng để bọn hắn đóng cửa nhi thế nào dạng này có thể hài lòng một chút sao tần tiêm ngưng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái ta đây còn cần ngươi nói từ lâm gia ra tới cùng ngày ta liền người liên hệ đi mua cửa hàng đáng tiếc vẫn không có cái gì nơi thích hợp nghiêm quân dương nghe thấy lời này lập tức từ trong tay áo móc ra một tấm khế đất còn có một cái chìa khóa đưa cho tần tiêm ngưng ta chỗ này ngược lại là có cái rất tốt khu vực đưa ngươi tần tiêm ngưng vội vàng tiếp nhận khế đất cùng chìa khóa đây là lâm châu phủ trung ương nhất trên đường cửa hàng nàng đi xem đến mấy lần đều không có hẹn đến chủ nhà không nghĩ tới cái chủ nhân này thế mà là nghiêm quân thật sự là thâm tàn bất lộ nha tần tiêm ngưng cười hì hì nhìn về phía nghiêm quân dương quân dương ca nói cái giá đi bao nhiêu tiền? Nghiêm quân dương, đều nói là đưa cho ngươi. Không cần tiền. Tần tim ngưng lắc đầu. Khó mà làm được, hai ta không thân chẳng quen, ta không thể thu ngươi thứ quý giá như thế. Sau đó liền từ trong ngực móc ra ba ngàn lượng. Ta cũng không biết cái này khu vực nhi đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Ba trăm không lượng có đủ hay không? Nghiêm quân dương có chút bất đắc dĩ. Thật tặng cho ngươi ngươi cho ta cái này tạo giấy thuật thế nhưng là cái bảo vật vô giá liền cái này một tấm khế đất là vạn vạn so không được mà lại nơi này ta lúc mua rất rẻ ngươi có nhớ hay không chúng ta lần kia đi vương đồng tri nhà về sau nói là nhà bọn hắn tiền tài đều không cánh mà bay cũng chỉ còn lại có khế đất vì duy trì bọn hắn cuộc sống bình thường liền bán mấy cái cửa hàng đây là ta khi đó thu hung tận ép một chút hắn giá. Chương 253, đêm tối thăm dò khuê phòng. Tần Tim ngưng mười phần ảo não vỗ nhẹ trán của mình. Trời ạ, à, ta lúc ấy làm sao không nghĩ tới đâu. Sớm biết khi đó ta liền ra tay. Thật sự là quá đáng tiếc, còn có Trương Thông phán nhà. Nhà bọn hắn trận kia nhi làm cho cửa nát nhà tan. Nhà bọn hắn cửa hàng, hẳn là đều giá thấp bán đi. Ai nha, thật hối hận nha tần tiêm ngưng như thế hối hận bộ dáng chọc cho nghiêm quân dương cười ha ha tần tiêm ngưng nhìn xem nghiêm quân dương cười đến ngửa tới ngửa lui có chút không nói nói quân dương ca chẳng lẽ hai nhà bọn họ xảy ra chuyện thời điểm ngươi đều đi nhặt nhạnh chỗ tốt rồi ngươi thế nào không có nói với ta là sợ ta cùng ngươi đoạt hay sao nghiêm quân dương nghe thấy lời này nụ cười lập tức thu liễm hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta lúc ấy cũng không nhớ ra được. Là có một ngày ngẫu nhiên đi lâm châu phủ bên trong gặp gỡ. Cũng liền không kịp trở về nói cho ngươi. Bọn hắn ra tay đều rất gấp. Tần tim ngưng nhìn xem trong tay khế đất, vẫn là đưa trong tay 300 không lượng bạc đưa cho nghiêm quân dương. Ngươi vẫn là cầm đi. Bằng không ta luôn cảm thấy thua thiệt ngươi. Nghiêm quân dương một bộ rất là thụ thương biểu lộ. Chẳng lẽ ngươi dạng này, là muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Ngươi gọi ta nhiều năm như vậy quân dương ca. Một phần khế đất ta vẫn là tất nổi. Tần tim ngưng, ngươi bây giờ là phiêu nha. Ngươi từ chỗ nào tới nhiều như vậy kiếm tiền phương pháp. Ta nhớ được ngươi vừa tới Bắc Thành thời điểm, vì xây nhà tiền, hơi kém ném mạng nhỏ. Hiện tại một tấm khế đất, nói đưa liền đưa. Nghiêm quân dương, vậy ngươi không phải cũng là ta vừa gặp ngươi thời điểm ngươi toàn thân vô cùng bẩn còn thụ lấy tổn thương không phải cũng là vì ấm no hơi kém ném mạng nhỏ tần tim ngưng nhớ tới trận kia không phải hơi kém bị độc trắng chết chính là hơi kém bị lợn rừng ủi chết có thể sống đến như thế lớn là thật không dễ dàng nha nàng vỗ nhẹ nghiêm quân dương bả vai cũng thế hai ta cũng vậy ai cũng đừng chê cười ai Vậy ngươi cái này khế đất ta liền thu. Chờ ta cửa hàng gầy dựng, nhất định mời ngươi đi cổ động. Nghiêm Quân Dương cười điểm một cái. Hai người còn nói một trận lời nói. Nghiêm Quân Dương mới rời khỏi. Kéo một phát mở cửa phòng. Kết quả trông thấy bên ngoài, ba người kia còn tại đứng ở cửa đâu. Trông thấy hắn ra tới, đều một mặt tức giận. Tần Hoài tự, Quân Dương ca ngươi xác thực hẳn là nhiều chú ý chút. Về sau không muốn luôn luôn tới tìm ta muội muội. Tần Dư An, đúng thế. Quân Dương ca. Ngươi có rảnh nhanh đi tìm vợ Nhi đi. Chúng ta trước đó trong thôn, ngươi hài tử lớn như vậy đều có. Thanh Phong, đúng nha, nghiêm thiếu gia. Nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Sam Sam sảnh. Húng chi đêm hôm khuya khoắc tới, đêm tối thăm dò khuê phòng tần tiêm ngưng nghe thấy đêm tối thăm dò khuê phòng bốn chữ này vừa bước ra chân liền thu hồi lại một chút liền đóng cửa lại về sau các ngươi ban đêm đều không cho tiếng gian phòng của ta thanh phong ngươi nhưng nhiều đọc đọc sách đi còn toàn bộ đêm tối thăm dò khuê phòng ta thanh danh này sớm tối đều phải để ngươi làm xấu nghiêm quân dương ở bên ngoài phụ họa đúng nha thanh phong ngươi vẫn là muốn nhiều đọc sách tránh khỏi về sau có người chế dễu tiểu thư nhà ngươi thủ hạ người liền cái thành ngữ đều dùng không tốt thanh phong cảm giác bốn chữ này cũng không tính được thành ngữ nhưng đã tiểu thư đều nói như vậy nàng chỉ có thể mất mát đi ra thức đêm đọc sách đi tần tim ngưng nhìn xem trong tay khế đất cảm giác tốt như vậy khu vực không ra cái tiệm lẩu uổng công vừa vặn nàng rất lâu đều không có ăn lẩu có chút thèm nghĩ đến cái này nàng vội vàng tiến vào không gian đã nhìn thấy cha nàng nương ở cùng một chỗ từ phù che miệng một mặt đỏ bừng cha hắn một mặt cười ngây ngô khuê nữ ngươi thế nào tiến đến rồi tần tim ngưng biết mình cái này sự tình đến không phải lúc nàng quẳng xuống một câu ta cái gì cũng không thấy được hai ngươi tiếp tục sau đó vèo một cái liền chạy ra ngoài Treo đến từ phù càng là đỏ mặt Có chút thẹn thùng nện lấy Tần Dũng Minh Ngươi cái này lão không xấu hổ Hai ta đều lão phu lão thê Còn để nữ nhi chê cười Tần Dũng Minh mười phần không muốn mặt Một tay lấy từ phù kéo Ta cô nương đều nói Nàng cái gì cũng không nhìn lấy Mà lại nàng số tuổi cũng không nhỏ Nếu như chúng ta không có phát sinh lần này ngoài ý muốn Nàng cũng đã sớm kết hôn từ phù ngượng ngùng đem vùi đầu tại tần dũng binh trong ngực. Khi chiếu ngươi nói như vậy, hai ta đều chạy bảy mươi. Còn làm những cái này thanh niên hoạt động. Tần Dũng Minh cười ha ha. Khi không giống. Hai ta hiện tại chính là thanh niên nha. Chừng ba mươi tuổi chính là thời điểm tốt. Hắn muốn nâng lên từ phù mặt. Nàng dâu. Khuê nữ đều đi. Hai ta tiếp tục đi từ phù tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp tục cái rắm. Đừng cho là ta không nhìn thấy ngươi trên lưng tổn thương. Ta vừa tiến đến, ngươi liền một sức lực chuyển di lực chú ý của ta. Tần Dũng Minh ngượng ngùng, gãi đầu một cái. Ngu ngơ cười cười. Hắc hắc, vẫn là để ngươi phát hiện. Không có việc gì. Chính là gần đây cùng Giang Tế thanh toán thời điểm, bị người đánh lén. Ta thật sự là không nghĩ tới, đi cùng với ta kề vai chiến đấu các huynh đệ. Bên trong lại có gian tế. Các ngươi tại phụng thiên nhất định phải tiểu tâm. Bọn hắn sợ là đã bắt đầu điều tra ta. Các ngươi nhiều mua chút hộ vệ, về sau đi ra ngoài nhi đều mang. Còn có cái kia liên nổ. Cũng phải tùy thân dự sẵn. Đúng rồi. Sang năm có thể sẽ trưng binh. Xem trọng trong nhà tiểu tử, nhất là lão nhị đừng để bọn hắn làm loạn từ phù nhìn xem tần dũng minh trên lưng tổn thương hốc mắt hồng hồng ta thật hối hận trận kia nhi đáp ứng ngươi ngươi nhìn ngươi trên lưng mới tổn thương thêm vết thương cũ đầy lưng vết sẹo cũng không sợ ta ghét bỏ ngươi ngươi yên tâm đi ngươi nghĩ đến nữ nhi đều đã nghĩ đến mà lại đều chuẩn bị sẵn sàng ngươi ngược lại là hiểu rõ lão nhị ta nhìn hắn lúc ấy có tâm tư này ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta chiếu cố tốt mình chúng ta chờ ngươi trở về từ phụ chịu đựng nước mắt cho Tần Dũng Minh thượng hạng thuốc lại cho hắn ăn hai mảnh nhi thuốc tiêu viêm cuối cùng hai người còn nói trong chốc lát lời nói liền đều ra ngoài sáng ngày thứ hai Tần Tiêm Ngưng đều có chút ngượng ngùng mắt nhìn thẳng mẹ của mình từ phụ thấy Tần Tiêm Ngưng ánh mắt tránh né bộ dáng liền biết nàng đang suy nghĩ gì nàng hai ba bước đi lên trước hung tợn gõ một cái tầng tim ngưng đầu ngươi cái này cái óc bên trong từng ngày nghĩ gì thế ngươi đêm qua nói cái gì ý tứ ta nhìn ngươi lại vụng trộn nhìn họa sách đi thế mà còn dám trêu ghẹo cha mẹ ngươi hẳn là phía sau lưng thụ thương không dám để cho ta biết mới làm như thế chiêu số tầng tim ngưng ôi một tiếng che đầu của mình ra vẻ khờ dại hỏi cái chiêu số gì nha nương? Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không hiểu đâu. Chương 254, đầu óc có bệnh kỹ công tử. Từ phù tại tầng tim ngưng ngẩn đầu thời điểm, đã nhìn thấy nàng đáy mắt trêu tức. Mười phần ngượng ngùng lại làm bộ dùng sức, đánh đầu của nàng một chút. Đánh cho tầng tim ngưng che lấy đầu cầu xin tha thứ. Tốt, nương đừng đánh, ta về sau cũng không tiếp tục nói như vậy tần hoài tự cùng tần dư an thấy này tràn cảnh vội vàng chạy tới đem tần tiêm ngưng kéo ra phía sau chăm chú che chở tần hoài tự mẹ ngươi đừng đánh a à, muội muội nàng niên kỹ còn nhỏ có chuyện gì ngài hướng về phía ta tới là ta làm huynh trưởng không có thật tốt quản thúc nàng ta nguyện ý thay muội muội bị phạt tần dư an đúng thế nương Ngươi muốn đánh liền đánh ta. Ta da dày thịt béo, so tiểu muội chống đánh. Tần Tim Ngưng bị hai người ca ca bảo hộ ở sau lưng. Nghịch ngợm đối từ phù nhăn mặt. Cho Từ phù làm cho dở khóc dở cười. Được rồi, hai người các ngươi tới xem náo nhiệt gì? Ta cùng ngươi muội muội nói đùa đâu. Mau tránh ra. Nhanh đi rửa mặt, ăn điểm tâm. Tần Hoài tự nhìn một chút nhà mình mẫu thân mỉm cười mắt. Thế mới biết là mình hiểu lầm, vội vàng tránh ra. Nhưng Tần Dư An nhưng không có kia nhãn lực độc đáo nhi. Hắn vẫn là ngăn tại Tần Tiêm Ngưng trước người. Mẹ! Ngươi cũng không thể gạt người. Làm sao có thể là nói đùa, ta đều nghe cho muội muội đánh cho kết qua gọi bậy. Ngươi muốn đánh liền đánh ta, ta thay muội muội bị phạt chẳng qua ta cái này da dày thịt béo mẫu thân vẫn là không muốn trực tiếp dùng tay đánh tránh khỏi tay ngươi đau từ phù có chút bận tâm tần dư an liền hắn dạng này khờ về sau nhưng làm sao xử lý nha từ phù vừa muốn thật tốt nói một chút tần dư an thanh phong từ bên ngoài chạy vào phu nhân kỹ gia người tới từ phù xoay đầu lại hết sức kinh ngạc mà nói kỹ gia là kỹ phu nhân tới rồi sao? Thanh Phong lắc đầu. Không phải, kỹ phu nhân là kỹ đại công tử mà lại sợ là kẻ đến không thiện. Bởi vì ta mơ hồ trông thấy kỹ thiếu phu nhân Đào thị. Tần Tim Ngưng cười lạnh. Ha ha. Cái này nếu là tới thay cô vợ hắn xuất khí đến. Kỹ phu nhân cùng hắn tới sao? Thanh Phong lắc đầu, cũng không có trông thấy kỹ phu nhân hẳn là không có qua. Tần tiêm ngưng, vậy liền phái người đi kỹ phủ, đem chuyện này nói cho kỹ phu nhân. Hỏi một chút nàng, nhà nàng hùng hài tử còn có quản hay không, mặc kệ ta quản. Từ phù cảm giác nói như vậy có chút không tốt. Chúng ta cùng kỹ phu nhân cũng coi là có chút giao tình, nói như vậy có thể hay không không tốt lắm. Tần tiêm ngưng, có cái gì không tốt? Nếu không phải xem ở trên mặt của nàng, nàng cái kia nàng dâu nhi có thế nhảy nhót đến bây giờ. Đã sớm bộ đầu đánh một trận. Mà lại đã nói với nàng đến mấy lần, dạng này nàng cũng không có để trong lòng, thì không thể trách ta rồi. Đi thông báo nàng đã không sai. Thanh Phong hiện tại liền đi, dựa theo ta nói lo liệu. Tể Nguyệt. Hàng Mai. Mưa Phùng. Đi, chúng ta mấy cái ra ngoài chiếu cố hắn. Từ Phù, Tần Hoài Tự tần dư an cũng muốn đi theo ra để tần tim ngưng ngăn lại không cần thiết đều ra ngoài ta một người liền có thể giải quyết cho hắn một chút mặt sau đó liền mang theo người đi ra ngoài vừa tới cửa thôn chỉ nghe thấy một cái nam tử mười phần không phục thanh âm dựa vào cái gì không để ta đi vào chẳng qua là cái thôn trang mà thôi trong thiên hạ đều là vương thổ Chẳng lẽ các ngươi chủ gia đây là muốn lấy chính mình làm thổ hoàng đế rồi? Tần tim ngưng cười nhạo lên tiếng. Thật sự là thật lớn một đỉnh mũ. Làm sao thôn chúng ta nhi không để ngươi tiếng, chính là thổ hoàng đế rồi. Ngươi biết trong thiên hạ đều là vương thổ ý tứ của những lời này sao? Đừng tưởng rằng đọc mấy ngày sách liền giả vờ như có văn hóa. Chẳng lẽ dựa theo ngươi ý tứ, dưới gầm trời này vẫn là nhà ngươi không thành? Đây là nhà ta ngươi cho rằng là nhà ngươi đầu giường đặt gần lò sưởi đâu. Thật sự là một chút, tố chất hàm dưỡng cũng không có. Không biết xấu hổ đồ vật. Câu nói này mới ra nhưng cho kia kỹ công tử tức điên. Hắn dương mắt nhìn lại, thế mà là một người mặc màu hồng cánh sen sắc áo váy tiểu cô nương. Dáng dấp cùng cái gạo nếp nắm đồng dạng đáng yêu. Kết quả cái này miệng, nói chuyện là thật khó nghe. Ngươi là nhà nào tiểu hài nhi? cha mẹ của ngươi không có dạy qua ngươi. Trưởng bối nói chuyện không có phần ngươi chen miệng, phải tôn kính trưởng bối sao? Ta không có đọc qua sách, chẳng lẽ ngươi đọc qua? Một bên đào thị vội vàng đi tới, yếu đuối tựa ở kỹ công tử trước ngực, nhẹ nhàng đập phủ lồng ngực của hắn. Tướng công! Không muốn cùng cuộc sống như thế khí. Chẳng qua là cái nhỏ đám dân quê thôi. Một cái trong thôn giáo dưỡng ra tới nữ hoa hoa, có thế có cái gì giáo dưỡng? lần trước nàng còn để cho mình người hầu đánh ta đâu. Nói xong cũng giơ tay lên khăn, lau khóe mắt, sau đó nhào vào kỹ công tử trong ngực, ríu rít khóc ồ lên. Tướng công! Còn tốt có ngươi! Ngươi là ta gặp qua cao nhất trời đạp đất nam tử. Nhưng ngươi vẫn là không muốn vì ta đắc tội bọn hắn. Nếu không trở về, chúng ta lại muốn bị bà mẫu một trận trách mắng. Kỹ công tử nhìn xem trong ngực nữ tử sở sở động lòng người mặt nhiên. Mười phần đau lòng. Hoang Nhi. Thật sự là khổ ngươi. Khắp nơi vì ta suy nghĩ. Nhưng ta không thể chịu đựng người khác khi dễ thê tử của ta. Hắn ôm chặt lấy gốm hoang. Sau đó tức giận nhìn về phía tầng tim ngưng. 33 của Sờ M. Chính là ngươi, lần trước để bên cạnh ngươi tiện nô, khi dễ thê tử của ta các ngươi hơi kém đem ngón tay của nàng bẻ gãy. Tuổi còn nhỏ thật sự là lòng dạ rắn rết. Thế mà còn ác nhân cáo trạng trước, để chu công tử đem thê tử của ta từ chu phủ ngày xuân yến bên trong đuổi ra tới. Ngươi mới là không biết xấu hổ người. Tần tiêm ngưng thật là bị kỹ công tử cho xuẩn cười. Kỹ công tử. Ta thật cảm thấy ngươi hẳn là đi xem một chút con mắt. Ngươi có phải hay không có mắt tật, còn có tâm bệnh đầu óc còn có chút không dùng được trong nhà có tiền như vậy nếu là ngày nào chết bệnh coi như không đáng rõ ràng là ngươi trong ngực nữ nhân kia vô duyên vô cớ ngăn ở cửa nhà nha kể một ít không biết mùi vị nếu không phải xem ở mẹ ta cùng mẹ ngươi có chút tình cảm phân thường nàng liền không chỉ là đoạn một ngón tay đơn giản như vậy kỹ công tử tự xưng là người đọc sách xưa nay không cùng người tranh miệng lưỡi chi biện. Cho nên nói lên lời nói đến có chút miệng lưỡi vụn về. Thực sự là đổi chẳng qua tầng tim ngưng. Bây giờ nghe tầng tim ngưng nhấc lên mẹ nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới, gống hoang nói với hắn. Hắn nhạc phụ liều mình cứu cái này tầng phu nhân. Từ đó tầng phu nhân liền quỳ hắn nhạc phụ anh tư hạ. Nhiều lần biểu thị đối với hắn nhạc phụ cố ý. Đau khổ truy cầu nhưng hắn nhạc phụ lại nhiều lần cự tuyệt. Biểu thị mình mười phần mong nhớ vong thê, hiện tại không có kết hôn suy nghĩ. Lúc này cái này tần phụ nhân liền biến há miệng mặt. Gống hoang xem ở mẹ nó trên mặt mũi, hảo ý tới giải thích. Không nghĩ tới lại bị như thế vũ nhục. Tức giận đến hắn mặt trướng đến càng ngày càng đỏ. Trên thế giới này làm sao có, mẫu thân ngươi dạng này thủy tính dương hoa, vong ân phụ nghĩa người nhạc phụ ta xả thân cứu người, còn cứu trở về một cái phiền toái. Thế mà bị mẫu thân ngươi cho cuốn lên rồi. Thực sự là, thật sự là quá không muốn mặt. Chương 255, Vu Hãm, Âm Mưu Tần tim ngưng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Kỷ công tử Ngươi biết cái trước nói mẫu thân của ta người, hiện tại thế nào sao? Kỷ công tử bị tần tim ngưng bọn người, sắc mặt âm trầm giật nảy mình. Hắn rõ ràng có chút niềm tin không đủ mà hỏi thăm. Thế nào rồi? Tần Tiêm Ngưng từ trong tay áo lấy ra một cây chủy thủ, cười lạnh trả lời, mộ phần cỏ đều cao 2 mét. Không tin ngươi nói tiếp hai câu thử xem. Gống Hoang lúc này từ kỹ công tử chờ trong ngực nhô đầu ra. Tướng công, nếu không vẫn là thôi đi. Nàng thực sự quá hung. Chúng ta nhưng đánh chẳng qua hắn, mà lại nàng trong quan phủ còn có quan hệ bằng không cũng không thể hai ba câu, liền đem phụ thân ta vu hãm đến trong đại lao. Kỷ công tử nghe xong, vợ mình cư nhiên như thế không tin hắn. Nháy mắt liền đến sức lực. Tính là gì tính? Liền người như bọn họ. Ông trời là sẽ không bỏ qua bọn hắn. huống chi nhà ta thế nhưng là lâm châu phủ, số một số hai có tiền. Bọn hắn đắc tội ta, xin ý cũng đừng nghĩ làm tiếp. Ngươi yên tâm, bọn hắn không dám hắn lời này giống như là nói cho gốm hoang nghe lại giống là cho mình cổ vũ động viên đồng dạng tần tim ngưng cảm giác cái này kỹ công tử thật sự là được bảo hộ quá tốt cũng không biết thế gian này hiểm ác trách không được sẽ bị cái này đào thị chơi xoay quanh nàng hôm nay còn có chuyện không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều thế là kêu gọi một bên thủ vệ các ngươi đi lên đem bọn hắn trói lại chờ lấy kỹ phu nhân tới. Bọn thủ vệ đã sớm nghe không vô, gật đầu nói phải, liền vọt tới. Lúc này kỹ công tử mới thật hoảng hốt. Hắn vội vàng kêu gọi sau lưng hộ vệ. Nhanh! Nhanh cản bọn họ lại. Hộ vệ cũng nghe thấy lời này, liền có người tiến lên ngăn cản, có người che chở kỹ công tử cùng gốm hoang. Kỹ công tử ôm chặt gốm hoang. Tại hộ vệ yểm hộ dưới, lui về phía sau nhưng còn không quên cảnh cáo tần tiêm ngưng tần tiểu thư ngươi cần nghĩ kỹ kết cục khi đắc tội ta ngươi là không nghĩ tại lâm châu phủ tiếp tục chờ đợi sao nếu ngươi dám đụng đến ta cha ta mẹ ta là sẽ không bỏ qua ngươi tần tiêm ngưng không có chút nào để ý tới xoay người rời đi đi vào nàng vừa không đi hai bước chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu rên quay đầu nhìn lại kỷ công tử trong ngực ôm lấy hôn mê bất tỉnh gốm hoang ngồi dưới đất ngửa mặt lên trời thét dài hoan nhi ngươi làm sao rồi ngươi tỉnh nha ta không thể không có ngươi hoan nhi gốm hoang cũng không có cái gì phản ứng kỷ công tử hốc mắt đỏ bừng đầy mắt cừu hận nhìn về phía tầng tim ngưng bọn người các ngươi bọn này tội phạm giết người ta muốn để các ngươi trả giá đắt người tới nha. Giết bọn hắn. Ta muốn để các ngươi đền mạng. Tần tiêm ngưng có chút ngây ngốc mà nhìn xem, cách hắn còn có xa hơn 10 thước thủ vệ. Những thủ vệ kia cũng rất ngây ngốc về nhìn nàng. Tiểu thư. Chúng ta không có động thủ A. Chúng ta cách hắn nhưng có hơn 10 mét xa đâu. Thị vệ của bọn hắn còn đứng ở trước mặt chúng ta đâu. Chúng ta thật không có động thủ. Tần tiêm ngưng nhìn tình hình này cũng có chút im lặng. Đây là tới người giả bị đụng đến rồi. Cái này tại làm loạn thứ gì? Nhưng theo kỹ công tử trong ngực đào thị dưới thân, chậm rãi chảy ra đến máu. Tần tiêm ngưng mới cảm giác được là lạ. 33 của S. M. Nhìn kỹ lại, gốm hoang phía sau thế mà cắm một cây chủy thủ. Nàng vội vàng rống to. Tất cả mọi người trở về đóng lại đại môn cảnh giới những thủ vệ kia phát giác là lạ vội vàng cầm đao che ở trước người lui về phía sau kỷ công tử bọn hắn muốn đi giống như điên hô to giết bọn hắn ta lệnh cho ngươi nhóm giết bọn hắn không thể để cho bọn hắn rời đi chỗ này một đám tội phạm giết người ta muốn để bọn hắn cùng ta hoang nghi chôn cùng các ngươi lại không động thủ ta cũng chỉ muốn các ngươi bán ra ra ngoài. Đám kia hộ vệ mặc dù cũng không có trông thấy đối phương động thủ, nhưng nghe xong muốn bị bán ra ra ngoài. Cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, sách trên đao trước cùng nó chém giết lên. Tần tim ngưng chỉ huy hàng mai, mưa phùng, ra ngoài ngăn cản. Để những cái kia công phu không bằng bọn hắn thủ vệ rút về đến. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, tất cả mọi người rút vào tần tiêm ngưng để người đem đại môn đóng lại làm nặng nề đại môn bị đóng lại về sau kỹ công tử lĩnh người tới cũng không có biện pháp bởi vì cái này phượng hoàng thông nhi mặc dù gọi là thôn xóm nhưng cái này phía ngoài tường vây tu kiến phải cùng tường thành không khác nhau chút nào có cao năm 6 mét đại môn này cũng như cửa thành dễ thủ khó công có thể thấy được là hoa giá tiền rất lớn kỷ công tử trong mắt một mảnh huyết hồng đầy ngập hận ý không chỗ phát tiết hắn cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy gốm hoang ngây ngốc ngồi trên mặt đất trong thôn từ phù bọn người tiếp vào tin tức vội vàng chạy tới đám người nhìn về phía tầng tiêm ngưng tiểu thư bọn hắn quả thực khinh người quá đáng thế mà vu hãm chúng ta giết người chúng ta là thật không có động thủ nha đúng thế ta cách hắn có hơn 10 mét đâu. Mà lại ta nhìn nữ tử kia sau lưng, là bị chủy thủ đâm một đao. Chúng ta cái này cầm đều là trường đao nha. Là đâu? Ta giống như trông thấy vị công tử kia mang tới hộ vệ, trong tay có chủy thủ. Ta giống như cũng trông thấy. Tiểu thư, ta nguyện ra ngoài cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Từ phù vội vàng lo lắng hỏi, ai chết rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? tần tim ngưng suy tư một chút ngẩng đầu nhìn về phía đám người mọi người an tâm một chút không nóng nảy chuyện này không phải là các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy trấn an xong mười phần oán giận bọn thủ vệ nàng lại nhìn về phía từ phù đào thị chết bị người một đao từ phía sau lưng đâm chết từ phù kinh ngạc che miệng lại trời ạ à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tần tiêm ngưng suy đoán nói, ta hoài nghi là kỹ công tử hộ vệ làm. Hẳn là bị ai mua được. Giết người hẳn là cũng không phải đào thị, có thể là kỹ công tử. Nhưng không nghĩ tới trong lúc hỗn loạn giết đào thị. Người kia nghĩ ngược lại tốt. Hắn đây là thăm dò tính tình của ta. Đào thị ở một bên suối dục, kỹ công tử lại không có đầu óc. Nói ra, nhất định sẽ làm cho ta khí đến động thủ cho nên hắn liền định trong lúc hỗn loạn giết chết kỷ công tử dạng này sẽ càng thêm kích thích hai phe mâu thuẫn gây nên hỗn chiến ta vì bảo vệ mình người sẽ không thụ thương tất nhiên sẽ hạ tử thủ như thế kỷ công tử mang tới hộ vệ cũng liền bị giết sạch chờ người nhà họ kỹ đến liền triệt để nói không rõ tể nguyệt ngươi đi chặn đứng thanh phong đem hắn cùng người nhà họ kỹ từ một bên khác giao lộ đưa vào đến những người còn lại lên thành lâu thời khắc chú ý phía dưới phải chăng có khả nghi người đám người tuân mệnh tiểu thư sau đó liền chia ra hành động động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đem trong thôn những người khác nhà kinh động đi qua từ gia đám người lưu lão thái bà lý lão thái bà nghiêm gia bọn người tới đều hết sức quan tâm nhìn về phía tầng tiêm ngưng tiêm ngưng có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Ngươi cứ mở miệng. Là ai đánh đến tận cửa nhi tới rồi sao? Nếu có người dám khi dễ ngươi, chúng ta định đánh bạc mệnh đến bảo hộ ngươi. Chương 256, Kỷ Phu Nhân đến. Tần tim ngưng không nghĩ tới, mình thế mà đem bọn hắn đều kinh động ra tới. Nghe thấy lời này còn có một tia cảm động. Nàng có chút xấu hổ nói, kỳ thật không có việc gì chính là có người muốn vu hãm chúng ta, đóng lại đại môn nhi là vì tránh vu hãm, cũng không phải là có ai đánh tới cửa. Đám người nghe thấy lời này, lập tức thở dài một hơi. Không có chuyện, chúng ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Liền xem như vu hãm, chúng ta cũng cùng một chỗ gánh. Tần Tim Ngưng vội vàng khoát tay. Thật không có sự tình. Các ngươi còn không tin ta sao? Nếu có sự tình chỉ định gọi các ngươi hỗ trợ yên tâm đi. Cái này vừa sáng sớm, các ngươi là còn không có ăn cơm đâu. Nhanh đi về rửa mặt ăn cơm đi. Nếu là nghĩ ra thôn nhi, muốn từ một bên khác đi. Đám người nhẹ gật đầu. Nhao nhao biểu thị hôm nay không ra thôn nhi. Bọn hắn liền phải nhìn xem đến cùng là ai, dám vu hãm bọn hắn. Tần tim ngưng gặp bọn họ một mực không đi, thật cũng không kiên trì đem bọn hắn chạy trở về, cứ như vậy chờ một canh giờ, Rốt cuộc đợi đến thanh phong mang theo người nhà họ kỹ tới kỹ phu nhân thoáng qua một cái đến liền mười phần ngượng ngùng nắm chặt từ phù tay tần phu nhân thực sự là thật có lỗi ta kia nghịch tử cho các ngươi thêm phiền phức ta lúc đầu đem bọn hắn nhốt tại trong nhà cũng không biết hôm nay là làm sao trộn đi ra tới thật quá thật có lỗi ta kia nghịch tử đâu ta một hội định thật tốt đánh thắng một trận để hắn cho các ngươi xin lỗi. Từ phụ sắc mặt có chút khó coi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Tần tim ngưng cướp lời nói đến. Kỷ phu nhân. Ngài phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Bất luận ngài nghe được cái gì đều không cần kích động. Kỷ phu nhân nghe thấy tần tim ngưng lời này, mặt một chút trợn nhìn xuống tới. Đều có chút chân đứng không vững. Từ phù một chút liền đỡ lấy nàng ngươi nói ta biết nhi tử ta có sai nhưng tội không đáng chết tần tiêm ngưng kỷ phu nhân không phải con của ngươi chết rồi là ngươi con dâu nhi ngươi trước hết nghe ta nói xong tần tiêm ngưng đem cảnh tượng lúc đó cùng nàng suy đoán nói ra kỷ phu nhân nghe xong không phải mình nhi tử nhẹ nhàng thở ra nhưng lại nghe thấy tần tiêm ngưng lời kế tiếp tâm lại chìm xuống dưới nàng có chút không dám tin tưởng bọn hắn kỹ gia lại có thế có người bị thu mua rồi. Lão đại hộ vệ bên cạnh, đều là ta tự tay chọn. Không nên xuất hiện loại tình huống này nha. Tần tim ngưng, mặc kệ ngươi tin hay không. Chuyện này thật không phải chúng ta làm. Nếu chúng ta muốn tổn thương quý công tử, liền sẽ không gọi ngài mời đi theo. Mà lại chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do làm như thế, cùng các ngươi trở mặt đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt lại nói ngươi có thể nhìn xem ta bọn thủ vệ dùng đều là trường đao chỉ có ta dùng chính là chủy thủ ngài có thể đến phía trên nhìn một chút người khả nghi liền tại bọn hắn ở giữa kỹ phu nhân tự nhiên tin tưởng tần tiêm ngưng nói lời các nàng cũng không phải là đồ đần xác thực không có lý do làm như vậy thế là nàng liền theo tần tiêm ngưng đến trên tường thành trên tường thành có một loạt phương lỗ có thể từ phía trên nhìn thấy phía dưới tình huống phóng tầm mắt nhìn tới đã nhìn thấy hắn kia không cố gắng nghi tử ngồi liệt trên mặt đất ôm lấy rõ ràng đã không có khí tức đào thị sam sam sảnh bên cạnh hắn hộ vệ phân tán ra đến đem hắn vây kính lấy ở giữa những hộ vệ này bên trong giống như xác thực có nhân quỷ lén lút túy chính là loại kia thò đầu ra nhìn cảm giác xem xét liền có tật giật mình tần tiêm ngưng cũng trông thấy người kia nghĩ thầm lòng người này tố chất cũng quá không tốt một chút để nàng đều có chút hoài nghi đến cùng phải hay không người này chờ xem hết tần tiêm ngưng liền đem kỹ phu nhân lĩnh xuống dưới kỹ phu nhân chuyện này ngài vẫn là tự mình cùng quý công tử nói đi ta nhìn hắn giống như điên dại đồng dạng thấy chúng ta liền nói là tội phạm giết người một chút đầu óc cũng bất động ta cảm giác hắn làm người trong cuộc hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn đến cùng là ai ra tay, hoặc là nói người kia mục tiêu đến tột cùng là ai. Hy vọng ngài đem quý công tử mang về về sau, chặt chẽ trong giữ. Nếu không tiếp theo về chết khả năng chính là hắn. Kỹ phu nhân minh bạch tần tim ngưng ý tứ. Chuyện này là kỹ gia nội bộ sự tình. Thật là quá thật có lỗi, đem các ngươi liên lụy ở trong đó. Ta sẽ cùng ta nhi tử nói rõ các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tần Tiêm Ngưng mang theo đồng tình nhìn về phía kỹ phu nhân, hy vọng con trai của ngài có thể cảm nhận được ngài làm mẫu thân nỗi khổ tâm, không muốn lại bị người nắm mũi dẫn đi. Kỹ phu nhân nhẹ gật đầu, liền mang theo kỹ gia hộ vệ đi hướng cửa chính. Tần Tiêm Ngưng nhìn về phía cổng hộ vệ, mở cửa nhi thả kỹ phu nhân bọn hắn ra ngoài. mấy người nghe lệnh cấp tốc đem đại môn mở ra. Ngoài cửa kỹ công tử, trông thấy phượng hoàng thôn đại môn mở ra. Đầy mắt oán hận nhìn sang. Không nghĩ tới lại trông thấy mẹ của mình, dẫn người nổi giận đùng đùng đi tới. Kỹ công tử nhìn thấy kỹ phu nhân, một chút liền khóc lên. Mẹ! Ngươi phải vì hoa nhi báo thù nha. Bọn hắn phượng hoàng thôn người đều là tội phạm giết người. Bọn hắn giết ta hoa nhi, còn muốn giết ta mẹ ngươi không thể bỏ qua bọn hắn ta muốn đem bọn hắn tháo thành tám khối sau đó đem bọn hắn thi thể cho chó ăn cảm thấy an ủi hoan nghi trên trời có linh thiên. mẹ ta về sau làm sao bây giờ đâu ta cách hoan nghi ta sống không được nha kỹ phu nhân nhìn xem khóc ròng ròng nhi tử tức giận đến toàn thân phát run nàng đầu tiên là phân phó mang tới hộ vệ đem cái kia người khả nghi khống chế lại. Sau đó đối kỹ công tử mặt, hung tợn quốc tới. Đây là kỹ phu nhân lần thứ nhất đánh con trai mình. Trong mắt nàng tràn đầy thất vọng. Kỷ gặp năm. Ngươi một cái đầu đội trời chân đạp đất nam tử, vì một nữ nhân muốn chết muốn sống. Ngươi nói ngươi lúc này tại sao phải đến? Ngươi có biết hay không? Ngươi là bị người lợi dụng. Ta làm sao liền nuôi ngươi như thế cái ngu như lợn nhi tử? Về sau ngươi ngay tại nhà, không muốn ra khỏi cửa. Chuyện trong nhà cũng không cần ngươi nhọc lòng. Về sau trong nhà sinh ý đều thuộc về lão nhị quản. Nếu ngươi muốn chết, mau chóng. Nói xong cũng mang theo người, đem kỹ công tử trói lại. Đào thị thi thể để vào trong xe ngựa. Sau đó liền mênh mông cuồng cuộn đi về nhà. Tần tim ngưng xa xa nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Muốn mở rộng thế lực tâm tình cũng càng phát ra gấp gáp. Nàng vội vàng kêu gọi Thanh Phong, tưởng thắng nam đến Phủ Thành đi. Bọn hắn đầu tiên là mua mấy cái khu vực, không phải đặc biệt tốt cửa hàng. Lại đến hôm qua nghiêm quân dương đưa nàng cửa hàng thị sát. Cái này cửa hàng cũng là ba tầng. Mà lại cái này khu vực nhi là đỉnh đỉnh tốt. Nàng cầm chìa khóa đem cái này cửa hàng cửa mở ra. Bên trong là có chút phủ bụi bàn ghế. Trưng bày ngược lại là chỉnh tề. Tầng Tiêm ngưng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Hết sức hài lòng. Liền toàn bộ bố cục, còn có bàn ghế loại hình đều không cần đổi. Chỉ cần định chế một chút nấu nồi lẩu nồi đồng. Lại mua một chút nồi lẩu phối liệu. Hẳn là có thể gây dựng. Chương 257 chuẩn bị phá đổ lâm gia tần tiêm ngưng vội vàng lại mang thanh phong tưởng thắng nam đi mua một chút nô bột sau đó liền về nhà đi sau khi trở về tần tiêm ngưng liền vào không gian bên trong bắt đầu lục soát nồi đồng chế tác phương thức còn có nồi lẩu đáy liệu phối liệu chế biến phương pháp chờ chờ lục soát xong nàng chỉnh lý đến trên giấy tần tiêm ngưng phân phó thanh phong đi trên chợ đen mua một chút đồng trở về sau đó lại gọi tới mạnh lão đại mạnh lão nhị đem nồi đồng bản vẽ đưa cho bọn hắn đây là các ngươi sau đó phải chế tác đồ vật vật liệu cái gì ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt các ngươi trước nhìn xem bản vẽ nghiên cứu một chút có chỗ nào không hiểu hỏi lại ta mạnh lão đại mạnh lão nhị vội vàng hai tay tiếp nhận bản vẽ nhìn xem lúc này lại là cái gì hiếm lạ đồ chơi tần tim ngưng lại sẽ một tấm tờ đơn đưa cho tể nguyệt Ngươi đi y quán, chiếu vào phía trên, đem đồ vật đều mua về. Nếu là mua không được hoặc là danh tự không giống, nhưng có chút tương tự, ngươi trên giấy làm đánh dấu. 33 của Sờ M. Tể Nguyệt cúi đầu nhìn xem trong tay giấy. Trên đó viết thảo quả, sa nhân, đương quy, cây quế, đảng sâm, cẩu kỹ, đậu khấu chờ dược liệu. Hắn nhớ kỹ nhà này tiểu chủ tử nói, là muốn nói ăn uống, làm qua hắn còn có thể hiểu được một chút tại sao phải mua nhiều như vậy dược liệu đâu chẳng qua thật cũng không nói thêm cái gì vội vàng đi mua ngay đồ vật đi tần tim ngưng suy nghĩ một chút quyết định tại trong cửa hàng của mình chọn lựa ra một cái làm đồ nướng chính là đặc biệt đáng tiếc hiện tại không có cả con đường bán cái chủng loại kia nếu là có nàng còn có thể đem đầu kia đường phố chế tạo thành quà vặt đường phố lâm châu phủ làm không thành ngược lại là có thể đi địa phương khác nhìn một chút nàng lại tìm đến tiểu hà mấy người từ khi trân tu các đám kia sư phó tới về sau muốn cùng bọn hắn phần lớn thời gian đều tại cùng bọn hắn riêng phần mình sư phó học võ tần tiêm ngưng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng bình thường sẽ không quấy rầy bọn hắn nhưng bây giờ tần tiêm ngưng bên người tương đối tài giỏi người đều bị nàng phái đi ra bây giờ còn có thể làm cho nàng yên tâm cũng liền Tiểu Hà, Lâm Duyên mấy người thiếu niên này. Tiểu Hà cùng Lâm Duyên bọn người nhìn thấy Tần Tiêm ngưng đến, đều hết sức cao hứng chạy tới. Ngưng tỷ, Ngươi rất lâu không có tới tìm chúng ta. Lúc này tới là có chuyện gì sao? Đúng nha. Còn tưởng rằng ngưng tỷ đem chúng ta cấp quên nữa nha. Là đâu, là đâu, gần đây mỗi ngày nhìn ngươi ra ngoài, nhưng đều không mang tới chúng ta. Chúng ta đều thương tâm xấu, tần tim ngưng cười gõ gõ mấy cái này người nói chuyện đầu một ngày chỉ mấy người các ngươi nói nhiều ta lúc nào quên các ngươi rồi đây không phải nhìn các ngươi mỗi ngày luyện công vất vả cho nên không đành lòng tới quấy rầy sao mà lại các ngươi không có phát hiện sao các ngươi cơm nước nhưng so với ta đều tốt có thể thấy được ta vẫn là nghĩ đến các ngươi tiểu hà cười nói các huynh đệ đều là nói đùa chúng ta tự nhiên biết ngưng tỷ đối với chúng ta tốt nhất. Tần tim ngưng, kia là tự nhiên á. Chẳng qua ta lúc này đến, đúng là có chuyện gì tìm các ngươi hỗ trợ. Tiểu Hà, ngươi cùng vương nhị thúc mang lên 10 người. Đi phía nam huyện thành, chọn mấy cái khu vực tốt cửa hàng bán đi đến. Lâm Duyên, ngươi cùng đinh tam thúc mang lên 10 người. Đi phía bắc huyện thành, khu vực nhất định phải tốt như nơi đó huyện lệnh khó xử cho các ngươi, liền đem trịnh bắt dời ra ngoài, không dùng thì phí. Đúng rồi. Lâm Di ngươi cái này ngủ thúc. Ngươi hiểu bao nhiêu? Có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ phá đổ bọn hắn? Lâm Di nghe thấy lời này, một chút liền bật cười. Bản thân nghe nói từ nhị lão gia sự kiện kia, ta liền biết có hôm nay. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Tim Ngưng vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Vẫn là ngươi hiểu ta. Coi như làm cho ngươi về Lâm gia làm thêm nhịp. Lâm Diên nhìn xem Tần Tim Ngưng thần sắc có chút phức tạp. Hắn gần đây xác thực có một ít tiểu động tác muốn về Lâm gia đi. Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra làm sao cùng Tần Tim Ngưng nói. Mấu chốt nhất là không nở đi. Xem ra nàng đây là nhìn ra. Chờ ta giải quyết xong chuyện của Lâm gia ta còn muốn trở lại Phượng Hoàng Thôn đến. Không làm kinh đô lâm gia lâm viên. Chỉ làm Phượng Hoàng Thôn nhi lâm viên. Tần tim ngưng, thứ thuộc về ngươi. Cũng không cần đặt ở trong tay người khác. Còn có muốn mạng ngươi người. Ngươi cũng không thể nhân từ nương tay. Ngươi cùng ta lâu như vậy, hẳn phải biết ta người này, làm người, làm việc nhi cũng sẽ không bị kia cái gọi là thân tình cho trói buộc. Nếu là thân nhân đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi tên tuổi, muốn mạng ngươi, đây cũng là không phải thân nhân, đã bọn hắn đem ngươi sinh ra tới, nhân sinh của ngươi liền nên chính ngươi làm chủ. Lâm Diên biết Tần Tim ngưng lời này ý tứ. Hắn mất tích lâu như vậy, cũng không có người đến tìm hắn. Mà lại theo tin tức đáng tin, hắn cái kia di nương cũng không có nhận bất kỳ trừng phạt nào, rõ ràng lúc ấy phụ thân hắn tất cả đều trông thấy lâm diên có chút thương tâm mà cúi thấp đầu kỳ thật ta đã sớm hẳn là trở về nhưng ta không nỡ bỏ ngươi nhóm ta có chút nhi không nghĩ trở về tần tim ngưng vỗ nhẹ bờ vai của hắn an ủi hắn ngươi nhanh không muốn nghĩ như vậy chờ ngươi phát đạt chúng ta toàn bộ thôn nhi đều muốn đi đầu nhập ngươi đây về sau cũng không cần ngươi quản ta gọi ngưng tỷ chúng ta đều phải quản ngươi gọi diên ca Tiểu Hà cũng tới an ủi. Đúng nha. Ta nhớ được mới vừa quen ngươi thời điểm, ngươi không phải đối ngưng tỷ thật không phục sao. Hiện tại ngươi xoay người cơ hội nhưng đến nha. Lâm Diên đột nhiên nhớ tới, chạy nạn kia một trận nhi. Chính hắn xuẩn bộ dáng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đều bị thời điểm đó mình muốn xuẩn khóc. Cũng chính là tầng tim ngưng tâm địa thiện lương. Muốn đổi làm hắn hiện tại đều không nhất định có thể chịu được. Lâm Diên nhìn về phía tầng tim ngưng xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Ngưng tỷ, Thật là rất cảm tạ ngươi, không chỉ có đã cứu ta, còn dạy sẽ ta rất nhiều thứ, ta nhất định phải không cô phụ ngươi hy vọng, đem thứ thuộc về ta đều đoạt lại. Phụ lòng ta người ta cũng sẽ không bỏ qua. Về sau bất luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho ngươi. Tần tim ngưng bị bất thình lình cảm tạ, nói ngượng ngùng lúc ấy mình cứu hắn đơn thuần là nhìn xem kia một sơn động vàng bạc châu báu mặt mũi tuyệt đối không có một chút thương hại bọn hắn ý tứ nàng cũng nghiêm túc nhìn về phía lâm diên ta cũng không phải là nghĩ đuổi ngươi trở về nhưng nếu như ta nhớ không lầm ngươi còn có mẫu thân nếu ngươi về sau thật chán ghét lâm gia sinh hoạt liền mang theo mẹ của ngươi trở lại phượng hoàng thôn Phượng Hoàng Thông đại môn một mực vì ngươi rộng mở. Lâm Diên nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy. Đây là ta đối phó Lâm gia biện pháp. Chờ ta đi, ngươi có thể dựa theo nơi này kế hoạch áp dụng. Tần tim ngưng nhận lấy thô sơ giảng lược mở ra. Phát hiện bên trong có rất nhiều đồ vật, cùng với nàng ý nghĩ không mưu mà hợp. Nhưng có một chút là nàng không nghĩ tới. Đó chính là cùng Lâm Chương hợp tác nàng nhìn xem cái này thật dày một xấp tư liệu. Rõ ràng cái này Lâm Duyên hẳn là thu thập hồi lâu, liền đợi đến nàng mở miệng. Tần tim ngưng lại bàn giao bọn hắn vài câu. Từ trong ngực lấy ra một vạn lượng bạc. Cho hai cái đội ngũ cắt năm ngàn lượng. Chương 258, Lâm chương thân thế. Sau đó liền đưa bọn hắn rời đi. Tần tim ngưng trong phòng, lấy ra Lâm Duyên lúc gần đi cho nàng kia sắp giấy thật tốt nghiên cứu một phen. Nguyên lai like cái này lâm phú quý nhi tạo không ít nghiệt nha. Hắn ỷ vào mình có tiền có thế, chọn trúng con gái nhà ai thế liền cho ít tiền đoạt tới. Có lúc liền nhà khác tân nương tử đều không buông tha. Lâm chương mẫu thân hắn chính là bị tân hôn ngày đó đoạt tới. Vào lúc ban đêm liền bị lâm phú quý trà đạp. Lúc đầu mẫu thân hắn là muốn tìm cái dây thừng, thắt cổ tự sát nhưng lại bị lâm phú quý người một nhà áp chế. Cuối cùng lại mang lâm chương, mới không có chết thành. Nhưng lâm phú quý nhi hậu viện nhi nhiều như vậy nữ tử. Lại mỗi ngày ra ngoài đoạt nữ tử. Đối với lâm chương mẫu thân hắn chỉ là nhất thời hưng khởi. Chờ chơi chán dính liền nhét vào hậu viện. Để nàng cùng hậu viện nhi đám kia nữ tử tự giết lẫn nhau. Lâm chương mẫu thân thật vất vả, đem hắn sinh ra tới lại tổn thương thân thể. Về sau lại bị hậu viện nhi nữ nhân tha mài, bị Lâm Phú Quý nhi tra tấn. Tại hắn 7 tuổi thời điểm liền không chịu nhục nổi, buông tay nhân gian. Về sau Lâm Phú Quý lại vì củng cố nhà mình địa vị, cho hắn cưới cái không thích nữ tử. Đối với hắn khắp nơi chèn ép. Đến lúc đó có thể cùng hắn hợp tác thử xem. Nhưng lấy Lâm gia đối với mình cừu thị, bây giờ nhất cử nhất động của nàng hẳn là đều bị giám thị nàng hiện tại không thể trực tiếp cùng Lâm Chương tiếp xúc, chẳng qua nàng ngược lại là có người chọn. Tần Tiêm Ngưng đi Chu Gia. Ngoài cửa hạ nhân đều biết Tần Tiêm Ngưng, cho nên vừa mới trông thấy nàng liền có người đi vào bẩm báo. Tần Tiêm Ngưng trước khi đến đi một chuyến cân quát lâu, xác định Chu Phu nhân không có ở, mới đi đến Chu Gia bái phỏng. Chỉ chốc lát sau liền có người mời Tần Tiêm Ngưng. Tần tiểu thư, chúng ta phu nhân biết ngươi đến thập phần vui vẻ nhanh cùng ta cùng nhau đi vào đi. Tần tiêm ngưng gật đầu cất bước đi vào. Đợi đến chính đường liền gặp được chu phu nhân cùng chu lão gia. chu lão gia sờ lấy mình tròn vo bụng, mười phần hiền lành mà nhìn xem tần tiêm ngưng. Tần cô nương, đã lâu không gặp. Ngươi cái này trổ mã phải càng phát ra xinh đẹp. Tần tiêm ngưng đối chu lão gia cùng chu phu nhân đi cái vãn bối lễ. chu lão gia nói đùa, ngài nhìn xem cũng càng phát trẻ tuổi. Chu phu nhân nghe thấy lời này, cười ha hả. Tim ngưng. Thật sự là làm khó dễ ngươi. Lại còn có thế nhớ tới một cái từ nhi khen hắn. Ha ha ha. Càng ngày càng trẻ tuổi. Hắn chính là càng ngày càng mập. Chu lão gia nghe thấy lời này cũng nở nụ cười. Vẫn là nữ nhi tốt. Nữ nhi còn có thể nghĩ đến biện pháp đến khen khen cha mình cái này nếu là nhi tử. Ngươi sẽ cùng ta đối nghịch, một chút cũng không nghe lời nói. Ngươi nói hắn tính cách này, cũng không biết giống ai. Sao có thể đi kia bẩn thiểu chi địa? Chu phu nhân nghe thấy lời này, mặt lập tức kéo xuống. Ai nói không phải đâu. Trước kia luôn cảm giác hắn giống ngươi, nhưng ngươi xưa nay không đi loại địa phương kia. Thật sự là càng lớn càng không khiến người ta bớt lo. Chờ ngươi ta trăm năm về sau, chỉ có lớn như vậy gia nghiệp sợ không phải muốn bị hắn bại quan tần tiêm ngưng một ngày này mình tới không quá là thời điểm nha làm sao luôn cảm giác chu khang bình tựa như là phạm sai lầm mà lại là sai lầm rất lớn nha chu lão gia cùng chu phu nhân lại lầm bầm vài câu lúc này mới lại hỏi tần tiêm ngưng tiêm ngưng nha ngươi hôm nay đến cần làm chuyện gì trừ lần trước ngày xuân yến đây là ngươi lần thứ nhất đến nhà Ta luôn luôn để ngươi thường đến. Ngươi lại mỗi ngày uống tại Phượng Hoàng Thông bên trong không ra. Tần Tim Ngưng, không nói gạt ngươi, ta lúc này đến xác thực có việc, ta là tới tìm Chu công tử. Ta muốn cầu hắn chút chuyện. Chu lão gia mười phần kinh. Cầu kia hồn tiểu tử giúp ngươi làm việc. Chuyện gì nha? Ngươi cầu hắn còn không bằng cầu ta. Liền hắn như thế. Cái gì cũng không làm thành chu phu nhân trừng chu lão gia liếc mắt ngươi cũng không thể nói hắn như vậy nhi tử cũng là có ưu điểm lại nói ngươi từng ngày ở nhà không phải ăn chính là chơi cầu ngươi có thể hoàn thành cái gì mà lại giữa chúng ta nào có cái gì cầu hay không có chuyện gì nói thẳng chu lão gia mặc dù bị nói đến có chút không phục nhưng thật cũng không nói thêm cái gì tần tim ngưng có chút bất đắc dĩ hai người này một tụ cùng một chỗ liền đấu võ mồm tần tiêm ngưng ta là muốn mời tuần này công tử giúp ta đi tìm người hắn giao hữu rất rộng chuyện này không phải hắn không thể chu phu nhân nghe thấy lời này con mắt đều sáng tiêm ngưng ngươi thật sự là có một đôi giỏi về phát hiện con mắt không có sai nhi tử ta vẫn là có ưu điểm liền hướng hắn cái này giao hữu rộng khắp về sau cũng không nhất định có thế ăn thiệt thòi như lại tìm một cái như ngươi một loại con dâu, thật cốt quản quản hắn. Vậy chúng ta trăm năm về sau, cũng có thế an tâm. Nhưng chu lão gia vẫn có chút không phục. Hắn không có giao một chút hữu dụng bằng hữu. Mỗi ngày ăn uống thả cửa. Chiêu mèo đùa chó, làm chuyện xấu. Chính là hắn mấy người bằng hữu kia, mới đem nhà ta nhi tử cho làm hư. Tần tim ngưng mắt thấy hai người lại muốn bắt đầu đấu võ mồm vội vàng nói chu lão gia chu phu nhân ta chuyện này rất sốt ruột vậy ta trước hết đi gặp một chút chu công tử phiền phức ngài tìm người giúp ta mang cái đường là được chu phu nhân lúc này mới phát giác tần tiêm ngưng không được tự nhiên vốn nên là đem chu khang bình kêu đến nhưng lại nhớ tới mình luôn luôn nhịn không được cùng nhà mình tướng công đấu võ mồm chỉ có thể phân phó người mang tần tiểu thư đi tìm công tử nhớ kỹ cho hắn chuyển lời, như tần cô nương sự tình để hắn bên trên một chút tâm. Đừng mỗi ngày liền nghỉ chơi. Người hầu kia gật đầu nói phải, liền mang theo tần tim ngưng đi. Chu phủ xác thực to đến không hợp thói thường. Đi, có chừng nửa nén hương thời gian, mới đến Chu Khang Bình viện tử. Vừa mới đi đến cửa sân, chỉ nghe thấy bên trong nữ tử tiếng kinh hô. Đường ca, ngươi sao có thể đi như thế địa phương đâu, loại địa phương kia nữ tử nhiều bẩn nha ta thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà là cái loại người này ngươi quá làm ta thất vọng chu khang bình có chút bất đắc dĩ không phải như ngươi nghĩ chẳng qua là một đám đáng thương nữ tử thôi người ta đều là bán nghệ không bán thân chúng ta chính là một đám người đến chỗ ấy ăn chút cơm uống chút rượu lại nghe nghe hát thật không có làm cái gì 33 của sờ M. Là các ngươi đám người này hiểu sai. Chu Diệt như bịt lấy lỗ tai lắc đầu. Ta không tin. Ta không tin. Các ngươi nam tử đều nói như vậy. Nhưng kết quả là, đều là cái này đến cái khác ngẩn lên về trong nhà. Những cô gái kia, đều cũng là nói bán nghệ không bán thân. Nhưng người trong sạch nữ tử, sao có thể đến loại địa phương kia đi? Chu Khang Bình hơi không kiên nhẫn tùy ngươi nghĩ ra sao. Ngươi mau đi ra đi, đừng tới phiền ta. Ta hiện tại trông thấy nữ liền tâm phiền. Chu Diệt như thấy Chu Khang Bình nói như thế. Nàng có chút thương tâm bụng mặt chạy ra ngoài. Đi tới cửa không nghĩ tới liền gặp tầng tim ngưng. Chu Diệt như hung tợn trừng nàng liếc mắt. Sau đó giơ tay lên khăn, che lấy sưng đỏ con mắt chạy ra ngoài. Tần tim ngưng nhìn xem cái này đau thấu tim tiểu cô nương, cảm giác có chút buồn cười. Cũng không biết, Chu Khang Bình cái này tiểu mập mạp đến cùng có cái gì ma lực. Chương 259, nhìn thấy Lâm Chương. Châm ngòi ly dáng Làm tầng tim ngưng đi tới thời điểm, đã nhìn thấy Chu Khang Bình đưa lưng về phía cổng. Hoang hậu bóng lưng tràn ngập bi thương. Hắn nghe thấy sau lưng tiếng bước chân. Rất là không kiên nhẫn gầm thét. Ta đều nói, ta hiện tại không muốn nhìn thấy nữ tử, ngươi nhanh đi về. Tần tim ngưng phốc một chút cười ra tiếng. Chu công tử tí hát khí thật là lớn. Làm sao còn không muốn nhìn thấy nữ tử đây? Vậy ngươi đối diện nhi họa, phía trên họa cũng là nữ tử. Ngươi có phải hay không muốn đem kia tranh xé đây? Chu Khang Bình vừa nghe đến tần tim ngưng thanh âm, mười phần ngạc nhiên xoay đầu lại. Ngưng tỷ, Làm sao ngươi tới? là tới cứu tiểu đệ tại nguy nan ở giữa sao? Ngươi nói có đúng hay không trông thấy tiểu đệ chịu khổ? Ngươi có chút đau lòng. Tần Tim ngưng lắc đầu, lại chỉ hướng bên cạnh nô bộc, là mẹ ngươi để hắn mang cho ngươi câu nói. Tôi tớ kia liền vội vàng đem Chu phu nhân thuật lại một lần. Chu Khang bình một trận kêu lên, ta liền biết ngươi sẽ không hảo tâm như vậy. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? nhưng trước đó nói rõ ngươi mời ta hỗ trợ phải đưa tiền tần tim ngưng nhíu mày không nghĩ tới chu đại công tử thế mà còn có một ngày thiếu tiền thời điểm làm sao ngươi tiền riêng đều bị mất chu khang bình có chút khổ não gãi đầu một cái nào chỉ là tiền riêng bị mất liền ta tiền mừng tuổi còn có ta tiền tháng đều không có ta hiện tại thật là một cái một kẻ nghèo rất mồng tơi ngưng tỷ ngươi liền thương xót một chút ta, cho ít tiền đi. Tần tim ngưng gật đầu cười. Được thôi, chỉ cần chuyện này làm tốt. Ta chỉ định cho ngươi tiền. Ngươi đi giúp ta tìm một cái lâm chương. Đem hắn hẹn đến các ngươi thường xuyên gặp mặt địa phương, muốn che giấu một chút, ta cũng có thế đi. Tốt nhất hôm nay ta liền có thể nhìn thấy hắn. Chuyện này làm tốt, ta liền cho ngươi một trăm lượng bạc, thế nào? Chu Khang Bình có chút ghét bỏ. Một trăm lượng bạc, ngươi đuổi ăn mày đâu? Ai, không đúng, ngươi tại sao phải tìm Lâm Chương? Tần tim ngưng, Chu Khang Bình ngươi là thật không có qua qua thời gian khổ cực, một trăm lượng bạc, còn đánh ăn mày. Trước kia ta có thế có một trăm lượng bạc, ta có thể hài lòng đến bay lên. Liền một trăm lượng bạc, ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta tìm người khác. Chu Khang Bình liên tục gật đầu muốn một trăm lượng bạc cũng là tiền ngươi bây giờ cho ta ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi gặp hắn tần tiêm ngưng có chút hoài nghi dễ dàng như vậy sao chu khang bình ngươi cho rằng gặp hắn có bao nhiêu khó tần tiêm ngưng bán tính bán nghi cho hắn một trăm lượng bạc sau đó chu khang bình trước mang theo hắn đi vào một nhà bán quần áo cửa hàng mua một thân nhi nam tử trang phục chờ tần tiêm ngưng thay đổi về sau liền mang theo nàng đi một cái tên là phẩm hương lâu địa phương. M. 33 của sờ M. Đi vào chỉ nghe thấy quản dây cung tiên nguyệt chi âm thanh. Cái này phẩm hương lâu bên ngoài nhìn xem không quá thu hút, nhưng bên trong là thật xa hoa. Mà lại tất cả đều là cô gái xinh đẹp. Ca hát, khiêu vũ, đạn nhạc khí. Hơn nữa còn có gian phòng. Cái này toàn bộ phẩm hương lâu đều tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cảm giác có điểm giống Thanh Lâu Chu Khang Bình Ngươi đừng nhìn trong này đều là nữ tử Mà lại chỉ cần nam tử tiến Nhưng là đây cũng không phải là Thanh Lâu Nhiều lắm là xem như từng cái nhạc phường Chờ bọn hắn vừa tiến đến Liền có một nữ tử tiến lên đón Chu Công Tử Ngươi ngược lại là thật lâu không đến Hôm nay là muốn nghe khúc vẫn là nhìn vũ đạo nha Chu Khang Bình cầm sách trong ngực một trăm lượng nhét vào nữ tử kia trong tay. Ta hôm nay tới là tìm người, tìm lâm chương. Hắn ở đâu cái trong bao xương đâu. Mang ta tới. Nữ tử kia nghe xong, cũng không có tiếp tục nhiều đòi tiền, liền trực tiếp lĩnh bọn hắn đi tìm lâm chương. Nữ tử kia đem bọn hắn lĩnh được một cái ghế lô cổng, gõ cửa một cái. Lâm công tử, chu gia công tử mang theo một vị tiểu công tử tới tìm ngươi. Tiến đến, Nữ tử kia nghe thấy lời này liền mở cửa để hai người bọn họ đi vào. Bên trong, thế mà chỉ có Lâm Chương một người ở bên trong uống rượu giải sầu. Trên trán của hắn lại có một cái không cạn vết thương. Còn tại chảy máu. Hắn nhìn về phía tầng tim ngưng hai người. Nhíu nhíu mày. Chu Khang Bình. Ngươi tìm đến ta cái này cái gì? Chu Khang Bình kinh ngạc nhìn xem trên đầu của hắn vết thương. Lâm Chương, ngươi đây là lại bị lão tử ngươi đánh ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không thân sinh ngươi nếu không vụng trộn cùng cha ngươi nhỏ máu nghiệm một chút thân a à. nào có cha ruột như thế ác độc mỗi lần cầm đồ vật nện ngươi đều hướng ngươi trên mặt nện cũng không biết hắn đây là cái gì đặc thù đam mê ngươi đầu này đều lưu sẹo lâm chương vốn là thương tâm đau đầu vừa nghe thấy chu khang bình cái này đâm trái tim càng thêm tâm phiền ngươi có lời cứ nói có rắm cứ thả đừng ép ta đánh ngươi chu khang bình nghe thấy lời này có chút không phục ngươi nói ngươi mỗi lần trông thấy ta đều la hét muốn đánh ta kiên cường không được ngươi làm sao không cùng cha ngươi cùng ngươi đại ca kiên cường một chút đâu tần tim ngưng thấy lâm chương cầm chén rượu tay đã nổi gân xanh sợ chu khang bình tiếp tục đắc ý xuống dưới lâm chương thật có thể đánh người tần tiêm ngưng vội vàng ngăn lại lời nói gốc rạ lâm chương công tử ngươi không có nhận ra ta là ai sao lâm chương nheo lại mắt quan sát một chút tần tiêm ngưng giống như là nhận ra nàng đột nhiên đứng người lên chỉ vào tần tiêm ngưng tần tiêm ngưng làm sao ngươi tới chỗ này rồi nói xong lời này hắn lại vội vàng đi tới cửa trái phải quan sát một chút sau đó mau đem cửa đóng nghiêm lâm chương phen này thao tác để tần tiêm ngưng xác định người lâm gia chỉ định phái người giám thị nàng dù sao lần trước lâm phú quý nhi thua thiệt ăn cũng không nhỏ còn có kia cái gì hoàng tử mệnh lệnh tần tiêm ngưng không cần nhìn đằng sau không có người đi theo ta các ngươi người của lâm gia đã không có hất ra ta tới là tìm ngươi nói chuyện hợp tác bất đắc dĩ dùng loại phương thức này cùng lâm công tử gặp mặt còn mời Lâm công tử rộng lòng tha thứ. Lâm chương cười nhạo. Ta loại này phế nhân. Cùng tần tiểu thư có thể nói chuyện gì hợp tác đâu. Ngươi nhanh không muốn bắt ta nói đùa. Tần tim ngưng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi có muốn hay không vì ngươi mẫu thân báo thù? Có muốn hay không rửa sạch nhiều năm như vậy sỉ nhục? Trước ngươi không phải muốn tranh đoạt lâm gia, thiếu tộc trưởng vị trí sao? Mặt trên còn có nhiều như vậy ca ca đè ép ngươi, còn có ngươi phụ thân. Ngươi đừng nói là thiếu tộc trưởng, liền tính mạng của ngươi cũng khó đảm bảo. Hiện tại là mỗi ngày đánh ngươi, chờ ta có một ngày ngươi không chỗ hữu dụng, chưa chừng liền trực tiếp giết ngươi. Mà lại, ngươi hẳn còn chưa biết, thê tử của ngươi cũng là chính phòng người đi. Nàng mỗi lần đều nói giúp ngươi, nhưng lại thật lâu không có hành động ngươi không có cảm giác ngươi làm bất cứ chuyện gì hoặc là có bất kỳ kỳ ngộ không ra đêm đó ca ca của ngươi nhóm liền đều sẽ biết chẳng lẽ ngươi thật không có hoài nghi sao chẳng lẽ ngươi liền không hận sao lâm chương đương nhiên hoài nghi cũng thống hận cái này ăn người lâm gia nhưng nếu lâm gia hết rồi vậy hắn liền cũng chẳng phải là cái gì lâm chương cười lạnh ngươi nói nhiều như vậy không phải liền là muốn để ta phối hợp ngươi phá đổ Lâm gia sao? Chương 260, châm ngòi thành công. Lâm Chương bị đánh. A. À, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Không có Lâm gia ta cũng liền chẳng phải là cái gì. Đến lúc đó, đều không cần bọn hắn giết ta, Lâm gia cừu nhân liền đủ để ta chết bao nhiêu hồi. Tần Tiêm Ngưng gật đầu, Lâm gia mấy năm này xác thực gây thù hằn rất nhiều nhưng ta cũng không nói để ngươi cùng ta cùng một chỗ phá đổ Lâm gia. Chẳng qua là muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn nho nhỏ thôi. Kỹ công tử sự tình là các ngươi Lâm gia làm a? À. Các ngươi cái này tâm đủ hung ác nha. Đây là muốn mượn đao giết người. Nhưng không nghĩ tới Đào Thị đột nhiên xuất hiện, xấu các ngươi bố cục. Lại hoặc là nói Đào Thị từ đầu tới đuôi chính là các ngươi người bằng không kỹ gia sao có thể nhiều năm như vậy cũng không có đứng lên. Đào Dũng có phải là cũng là các ngươi lâm gia sai sử? Bằng không sao có thể trùng hợp như vậy? Lâm Chương không nghĩ tới tầng tiêm ngưng cư nhiên như thế thông minh. Cha hắn bố cục thế mà đều để nàng đoán được. Dạng này người, như lại cho nàng mấy năm trưởng thành thời gian, Lâm gia sợ là muốn xong. Lâm Chương lúc đầu muốn giãy dụ một chút nhưng tần tiêm ngưng lời kế tiếp triệt để để hắn sụp đổ. Ta biết nhiều năm như vậy, ngươi một mực đối mẹ ngươi chết canh cánh trong lòng. Kỳ thật rất cốt ra. Các ngươi người của lâm gia đều biết chuyện này. Là cha ngươi ngầm đồng ý đại phu nhân cùng nhị phu nhân, một chút xíu nhi cho nàng hạ độc chết. Tựa như là mẹ ngươi nghe được cái gì. Lâm chương không thể tin nhìn về phía tầng tiêm ngưng. Ngươi nói chuyện này là cha ta ngầm đồng ý. Tần Tim Ngưng nhẹ gật đầu. Đúng nha, dù sao ta tra được kết quả là dạng này, nếu như ngươi không tin có thể thử một lần. Ngươi hẳn phải biết mẹ ngươi là ai hại chết a. À? Chỉ là nắm giữ chứng cứ không nhiều lắm. Ngươi có phải hay không còn muốn lấy thu thập tốt chứng cứ cho ngươi cha. Để cha ngươi xử trí hai nữ nhân kia. Ta cảm giác ngươi thật giống như sống ở trong mộng. Lâm Chương cũng không tin tưởng Tần Tim Ngưng. Hắn mặc dù oán cha hắn, nhưng hắn vẫn cho rằng mẹ nó chết. Không có quan hệ gì với hắn. Dù cho có quan hệ, cũng chỉ là lạnh lùng một điểm. Tần Tim Ngưng, đại ca ngươi về nhà cùng cha ngươi nói một chút, ngươi hoài nghi đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Ngươi xem một chút cha ngươi phản ứng. Lâm Chương nghe được chỗ này. Đẩy ra Chu Khang Bình cùng Tần Tim Ngưng chạy về. Chờ Lâm Chương sau khi đi tần tiêm ngưng lúc này mới tỉ mỉ đánh giá cái này phòng khiêm tốn xa hoa rất là ấm áp nha chu khang bình người biết cái này phẩm hương lâu đông gia là ai chăng làm sao trước đó chưa từng nghe qua chu khang bình trước đó lâm chương ngồi địa phương cầm lấy một cái củ lạc ném tới miệng bên trong đối ngoại nói đông gia chính là cổng tiếp hai ta nữ tử kia nhưng ta đi tin tức ngầm nghe nói nơi này đông gia là mới tới thông phán. Bởi vì từ khi cái kia thông phán tới, mới có cái này phẩm hương lâu. Tần tim ngưng, cái này thật không phải thanh lâu sao. Chu Khang Bình bất đắc dĩ nâng tráng. Đều nói cho ngươi không phải không phải. Nghe nói là cùng cân quắc lâu học. Chỉ có điều các ngươi chỉ tiếp thu nữ tử, chỗ này chỉ tiếp thu nam tử thôi. Tần tim ngưng một mặt không thể tin đây là cùng cân quắc lâu học chúng ta chỗ ấy là đều là nữ tử cho nên chỉ tiếp đợi nữ tử đây đều là nữ tử nhưng chỉ tiếp đãi nam tử đây không phải cùng cân quắc lâu học đây là cùng thanh lâu học lời này là phẩm hương lâu người chính miệng nói cho ngươi chu khang bình nhẹ gật đầu đúng nha các nàng đều nói như vậy nói là mười phần bội phục cân quắc lâu đông gia cho nên bọn họ chỗ này cũng có thuyết thư Tần tiêm ngưng mở cửa ra, đi ra ngoài. Ngươi ở chỗ này trước chờ lấy. Ta ra ngoài đi dạo. Chu Khang Bình vội vàng ngăn lại tần tiêm ngưng. Cái này không lui qua chỗ đi loạn. Nếu ngươi ra cái cửa này, liền sẽ có người đem ngươi đưa ra ngoài M33 của Sơ. M. Liền cùng cân quắc lâu lầu ba đồng dạng. Chủ đánh chính là bảo hộ khách nhân tư ẩn mỗi cái cửa cổng cũng có người trông coi. Chỉ cần ngươi điểm người, liền sẽ có người canh giữ ở ngươi cổng. Nói là vì bảo hộ những cô gái này. Để phòng có tâm tư bất chính người. Tần tim ngưng nghiến nghiến răng, tốt a, à. Nơi này không lớn. Phép tắc còn thật nhiều. Chu Khang Bình nhếch miệng. Cái kia cũng không có các ngươi cân quắc lâu nhiều quy củ. Hai ta quan hệ tốt như vậy, ta cũng không vào đi xem qua. Tần tim ngưng bất đắc dĩ, không phải, ngươi từng ngày lòng hiếu kỳ thế nào nhiều như vậy chứ? Trách không được cha mẹ ngươi muốn mỗi ngày mắng ngươi. Chu Khang Bình một mặt không phục. Cha mẹ ta mắng ta, cùng ta lòng hiếu kỳ có quan hệ gì? Tần tim ngưng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thẳng đến một canh giờ sau, vết thương chằng chịt lâm chương, lão đảo đi vào. Nhìn xem lâm chương trên trán so vừa ra ngoài còn muốn vết thương rất lớn, còn có máu me đầy mặt đều bị giật nảy mình. Chu Khang bình tiến lên đỡ lấy Lâm Chương. Lâm Chương, ngươi cái này sợ không phải muốn chết đi. Ngươi muốn chết rồi, cũng đừng ra bên ngoài chết, ngươi rừng chết nhà đi. Ngươi cái này chết tại bên cạnh ta nghi xem như chuyện gì xảy ra. Vạn nhất các ngươi Lâm gia đang hoài nghi là chúng ta Chu gia làm làm sao bây giờ. Trời ạ, à, ngươi cái này sợ không phải muốn hoa nhân A. À. Tần Tim Ngưng liền vội vàng đi tới, từ trong ngực móc ra vân nam bạch dược, đưa cho Chu Khang Bình. "Huynh đệ, ngươi nhanh ngậm miệng đi. Ngươi lại nói hai câu, hắn thật sự muốn chết rồi." Tranh thủ thời gian, đây là thượng hạng thuốc trị thương. "Ngươi cho hắn trải lên đi." Chu Khang Bình có chút không vui lòng. "Bằng cái gì muốn ta cho hắn trải lên đi? Ngươi vì sao không vung? Vạn nhất ngươi cho ta là độc dược." ta lần này đem hắn hạ độc chết vậy ta thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch tần tim ngưng bóp lấy eo có chút tức giận chu khang bình không nghĩ tới ngươi thế mà nghĩ như vậy ta ta làm sao có thể cho ngươi độc dược tiểu tử ngươi là muốn cùng ta tuyệt giao hay sao chu khang bình cũng hầm hừ vậy ngươi vừa mới nói cha mẹ ta mắng ta là bởi vì lòng hiếu kỳ của ta Lâm Chương Yểu xìu đánh gãy hai người cãi lộn. Hai người đều nói ít vài ba câu đi, nói thêm nữa, ta liền thật muốn chết. Đem thuốc lấy ra, chính ta lên. Chu Khang Bình lập tức đem trong tay thuốc đưa cho Lâm Chương. Lâm Chương lấy trước lên rượu trên bàn. Tưới vào trên vết thương. Sau đó lại đem tầng tim ngưng cho có thế thuốc rơi tại trên vết thương. Tầng tim ngưng cùng Chu Khang Bình nghe răng trợn mắt xem hoàn toàn quá trình cái này cần lão đau. Lâm chương phản phất không cảm giác được đồng dạng. Tần tim ngưng. Nói đi, muốn làm sao hợp tác. Tần tim ngưng biết, hắn đây là về nhà xác định xong. Chẳng qua cái này đại giới cũng rất khốc liệt. Không để cho nàng cho phép cảm thán. Cha ngươi xuống tay thật hung ác. Ta cũng có một ít đề nghị ngươi đi nhỏ máu nghiệm thân. Kỳ thật rất đơn giản, thứ nhất ngươi đi với ta kỹ gia, cùng kỹ phu nhân đem sự tình giải thích rõ ràng ta biết các ngươi lâm gia cho nên tại lâm châu phủ sừng sững không ngã là bởi vì các ngươi gần như độc quyền lâm châu phủ thậm chí phụng thiên quần áo vải vóc lại có là trang giấy thư tịch nhưng khác ngành nghề nhưng không có quá nhiều liên quan đến bảo thủ đây cũng là chu gia vì cái gì có thế tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trở thành lâm châu phủ nhà giàu nhất nguyên nhân các ngươi hẳn là cũng nghĩ sáng tạo cái mới ta hiện tại đang có một cơ hội chính là làm không giống ăn uống